lần nữa Phương Hiếu và Tuyền Mập rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Hãy đến với ngôi sao tình yêu. Thưa quý vị, một lần nữa Phương Hiếu và Tuyền Mập rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Thưa quý vị, đến với Ngôi sao tình yêu là đến với những khoảnh khắc rất dễ thương, rất đáng yêu của những đôi lứa tìm thấy nhau. Bên cạnh đó còn là những thử thách rất đáng phải theo dõi để chúng ta có nhiều thêm nữa những kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm để chinh phục một nửa tình yêu của đời mình. Dạ, anh Hiếu ơi, ngày hôm nay chúng ta nhìn xuống dưới khán giả. Nhìn thấy xuống dưới khán giả. Rất rất nhiều bạn nam. Ủa đúng rồi. Chị thì đương nhiên nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là gì ạ? Chắc chắn không phải là nữ rồi. Dạ đúng rồi. À thật là vui tính. Anh nói điều đúng thôi mà. Dạ. À và năm cánh sao của chúng ta rõ ràng là năm cô gái, không phải là năm chàng trai đúng không ạ? Ủa em nói điều đúng rồi đó. Thưa quý vị, còn chần chờ gì nữa, hãy giới thiệu nam chính của chúng ta ngày hôm nay đi anh. Chính xác. Và ngày hôm nay nhân vật của chúng ta vô cùng đặc biệt và cực kỳ điển trai, cho nên quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người chơi chính, đó chính là Nam Vương Du lịch Hoàng Vũ Việt Nam 2019, bạn Luân Nguyễn. Mình là Nguyễn Luân, xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ngôi sao tình yêu. Luân năm nay 28 tuổi, Luân hiện tại đang là Mr. Universe Tourism Việt Nam năm 2019. Ngoài ra thì Luân cũng quản lý nhà hàng cho gia đình. Nếu mà nói về mối tình mà gọi là thắm thiết thì chắc chưa có một mối tình nào cả. Còn ví dụ như là yêu đơn phương thì chắc cũng phải 5-6 mối tình rồi. Và cái người gần nhất của mình đó là mình rất là thích, và khi mình tỏ tình người ta thì người ta đã chuẩn bị đi lấy chồng rồi. Và đó là mối tình đó là mình buồn cho đến bây giờ luôn. Và hầu như luôn thấy là hầu như các phụ nữ đều phải cần một người đàn ông là chủ động hơn, thổ lộ tình cảm và mạnh dạn hơn. Mình nghĩ là mình sẽ rút kinh nghiệm về điều đó. Luôn thích những người con gái nói chung dễ thương, nói chung là có ngoại hình một tí, trên 1m65 thì càng tốt. Luôn thì đặc biệt là để tâm về tính cách nhiều hơn, về một cô gái nào đó. Đó là cái cách để mà hai người có thể tiếp xúc lâu dài hơn. Năm cô gái đến chinh phục mình, đó là một cảm giác rất là vô cùng đặc biệt, vì xưa giờ mình rất ít khi mà có ai mà đang muốn chinh phục luôn cả, nên thành ra là cảm thấy rất là hào hứng để xem coi năm cô gái này có thể làm điều gì. Các bạn cứ mạnh dạn bày tỏ hết những cái khả năng của mình, cũng giống như là cảm xúc thật của bản thân mình, thì Luân sẽ thấy được điều đó như thế nào thôi. Nói thật ra thì là Luân chưa có yêu nhiều, nên thành ra là Luân đang không biết là mình sẽ có những cái điều gì trong tình yêu, tại vì mình còn đang rất là ít kinh nghiệm trong việc yêu đương. Nên thành ra là mình đang mong chờ những cô gái hay là những người sắp tới đến với mình có thể mang cho mình những cái trải nghiệm trong tình yêu. Thằng Thái, bắt tay em cái được không? Dạ được. Biết sao không? Ủa sao thái độ khác vậy cái lúc đi ra? Không, cái đó là thằng Thái, dạ, người ta chuyển sang lễ phép liền. Người ta là đúng chuẩn con Việt Nam. Gặp em anh Hiếu rất là xúc động. Dạ, tại sao ạ? Tại vì hồi trẻ anh cũng đẹp trai y vậy. Ôi anh ơi, nhưng mà cái chiều cao là nó không thay đổi nha. Anh đừng có hồi trẻ anh cao giờ mình rút lại nha. Rất vui mừng được chào đón Luân Nguyễn đến với Ngôi sao tình yêu để tìm kiếm một nửa của đời mình. Hãy giới thiệu thông tin để cho quý vị khán giả truyền hình cùng với năm cô gái đang ở năm cánh sao kia được biết rõ hơn về mình nào. Lời đầu tiên Luân được gửi lời chào đến tất cả mọi người, hai MC xinh đẹp và duyên dáng cùng năm cô gái phía sau đây. Một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Mình là Nguyễn Luân, mọi người hay gọi mình là Lee Won. Lee Won là mình ba mình người Hàn Quốc hay là má mình người Korea? Dạ không, tên em đặt vậy thôi, gia đình em thì ở bên Hàn Quốc. Giống như một cái tên của cái game là Liên Quân. Đó là chị mình Liên Quân Mobile đó em. Liên Quân nó khác với Lee Won. Không, chị nghe nó nè cái âm á, cầm nói chung là mình vui mình đặt chơi thôi chứ không liên quan. Dạ, cái nghề của em thôi anh. Luân hiện tại là Mr. Universe Tourism ở Việt Nam 2019. Và hiện tại em cũng đang làm công việc là người mẫu, diễn viên và cũng có khả năng ca hát. Ngoài ra thì công việc khác của em là đang quản lý nhà hàng cho gia đình. Wow, như là người mẫu, diễn viên, quản lý nhà hàng cho gia đình. Nhưng mà anh Hiếu thắc mắc là đúng là em đọc cái tên Lee Won có lý do. Tại vì hiện nay gia đình đang sống ở Hàn Quốc. Là tại vì sao sống ở Hàn Quốc? Do là gia đình mình kinh doanh ở bên đó. Hay là có bà con mình định cư bên đó?
Dạ hiện tại là anh của em là ở bên đó. Ngày xưa thì gia đình em đều làm việc ở bên đó và hiện tại là đang muốn sống ở Việt Nam và kinh doanh tại Việt Nam và tập trung cho cái kinh doanh đó. Nghĩa là em sinh ra tại Hàn Quốc? Dạ không, em vẫn sinh ra ở đây. Chỉ có gia đình em là một thời gian sống ở bên đó. Em nói tiếng Hàn được không nhỉ? 안녕하세요, 저는 리원입니다. 저쪽에 가시오. Em biết anh nói tiếng gì không? Dạ không ạ. Anh cũng không biết mà. Thưa quý vị, một chàng trai đáng để chúng ta hướng mắt về sân khấu để có thể dõi theo xem. Và phải tìm hiểu xem lý do tại sao một chàng trai hơi đầy đủ những yếu tố đẹp trai có, gia đình khá giả có công việc ổn định có, tại sao vẫn còn cô đơn? Và em hỏi lại là anh cũng đẹp trai. Dạ. Anh cũng công việc ổn định. Anh còn cô đơn không? Anh được một con rồi. Ôi. Đang rất hạnh phúc với em nha. I'm sorry. Oh, wow. Chị biết sao không? Định cho anh đó, định trả thiệt. Cho nhưng mà không ngờ là anh hạnh phúc như vậy. Em hỏi chị đi. Ở tại chị còn cô đơn không? Chị hết cô đơn rồi, chị có chồng với một con. Ôi thưa quý vị, nam chính ngày hôm nay rất là duyên dáng và lanh lẹ, nhưng mà rất tiếc nam chính đã cà khịa sai đối tượng rồi. Đúng rồi. Em ế theo xu thế hay sao? Dạ không phải, em nghĩ là chắc là do duyên chưa tới. Do duyên chưa. Với lại hiện tại là em cũng đang tập trung cho công việc của mình. Và hiện tại em nghĩ là bản thân mình khi nào mà có một cái thời gian mình ổn định nhất định thì lúc đó mình nghĩ là cái thời gian mình dành cho cái một nửa của mình nó sẽ tốt hơn. Bao nhiêu mối tình đã kinh qua cuộc đời em? Nói ra thì chắc mọi người không tin, chứ thật ra là em chưa một mối tình. Wow. Chưa một mối tình nào bắt vai. Tức là cũng có một khoảng thời gian ngắn tìm hiểu nhưng rồi lại không hợp. Nhưng mà hầu như là em đều yêu đơn phương người ta. Ít ra là cũng có tình đơn phương. Dạ đúng rồi. Và khi thấy em cười vui thì em vẫn mãi là người đến sau. Chị đang chạm vào nỗi đau của em. Nhưng mà đến với chương trình này rồi sẽ không còn cô đơn nữa em nha. Và với sự có mặt của anh Hiếu và chị Tuyền ngày hôm nay, đầy đủ kinh nghiệm về tình trường, thành quả về tình trường cũng có luôn, sẽ giúp em tìm được một người con gái mà em mong chờ. Nhưng mà có lẽ để một chàng trai thu hút một đối tượng nữ thì ngoài việc đẹp trai, con nhà khá giả, cái kiến thức và cái kinh nghiệm từng trải trong đời sống đó, nó rất là quan trọng. Mình học ngành gì rồi để hôm nay mình đang làm công việc diễn viên, người mẫu, quản lý nhà hàng nhỉ? Trước đó là em tốt nghiệp cử nhân ngành kiến trúc. Em ơi, cử nhân là học dữ lắm mới được cỡ đó đó em à. Cử nhân là đại học thôi chị. Thì đó, thì nhưng mà ý là đâu phải ai học là cũng tốt nghiệp được đúng không? Thì em học ngành đó, sau một thời gian thì em cũng làm công việc kiến trúc sư. Kiến trúc sư? Dạ. Một công việc mà có thể ngồi tại nhà vẽ một cái bản thiết kế thu lại hàng tỷ đồng. Dạ. Vì tại sao lại đi làm cái nghề mà không kiếm được nhiều tiền như thế? Vì đam mê ư? Hay là vì ai đưa đẩy? Tổ đưa đẩy. Yeah. Nhưng mà lúc mà em thay đổi từ cái công việc ổn định đó, đồng lương cố định, sang công việc làm diễn viên, người mẫu, quản lý nhà hàng này, gia đình có phản đối không? Thật ra là cũng có, ba mẹ cũng nói rất là nhiều về mình là tại sao là đi học như vậy, rồi ra tại sao không làm công việc như thế, xong rồi phải chuyển qua một công việc như vậy. Thì em kêu là đây là cái niềm đam mê của mình và mình phải sống làm sao mà mỗi ngày mình làm việc như không làm việc vậy. Em muốn là mỗi một ngày mình thức dậy, mình mở mắt ra, mình làm những công việc mình yêu thích. Đó chính là cái tuyên ngôn sống làm việc mình thích, thích việc mình làm của người trẻ hiện đại. Nhưng mà em vẫn có nhận làm freelance những cái công trình kiến trúc. Tức là em vẫn dành thời gian cho nó. Thưa quý vị, ngôi sao tình yêu ngày hôm nay chào đón một chàng trai sống với đam mê của mình. Và chúng ta hoàn toàn chào đón những lý tưởng trẻ đó. Và để xem ngày hôm nay, Luân Nguyễn sẽ tìm được tình yêu của mình hay không. Chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên của ngôi sao tình yêu ngày hôm nay. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên này chúng tôi gọi là vòng giấu mặt. Trên năm cánh của ngôi sao tình yêu là năm cô gái. Họ có thể xinh xắn, họ có thể đáng yêu, nhưng chúng ta chỉ thấy được vóc dáng vừa được lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ và giới thiệu về mình. Sau khoảng thời gian chia sẻ ngắn ngủi đó, người chơi chính là Luân Nguyễn đây, và lần lượt từng cô gái sẽ trao đổi trò chuyện với nhau để hiểu nhau hơn, và người chơi chính bắt buộc phải nhớ những thông tin cần thiết nhất để có thể có cảm tình với một người mà mình mong muốn. Và sau khi là chúng ta đã giao lưu được với hết 5 người rồi thì đương nhiên ngôi sao tình yêu của chúng tôi sẽ lần lượt từng sáng đèn ở từng ô số. Và khi ngôi sao tình yêu dừng lại ở ô số nào
thì bạn sẽ được giao lưu trực tiếp và thấy được sự lợi dụng của người gái ấy. Thì lên. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu với cô gái đầu tiên đi anh nhé. Chính xác. Hãy cho chúng tôi giao lưu với cô gái ở ô số 1, đó chính là bạn Kim Anh. Xin chào Kim Anh, hãy giới thiệu về mình đi nào. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào hai chị, em xin dễ thương. Xin chào anh à. Em là Châu Kim Anh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là diễn viên phòng mẫu tự do. Tôi còn khá trẻ, cũng là đồng nghiệp với mình đó. Em có câu hỏi nào đặt cho bạn hay không? Em bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 18 tuổi ạ. 2-1 đó anh. Em mới 18 thôi hả? Dạ, đúng rồi. Em 18 rồi nha, chứ không phải chưa 18. Dạ. Công việc của em đã làm lâu chưa? Dạ, em chỉ mới vào thôi anh. Tức là trước đó là học sinh cấp 3 là em đã thực hiện công việc người mẫu ảnh rồi hả? Dạ, đúng rồi ạ. Vậy em có những cái ước mơ gì cho tương lai không? Dạ, em muốn phát triển và vươn xa hơn trong cái nghề diễn viên này. Phát triển xa hơn, tức là em đã có một cái kế hoạch nào cụ thể chưa? Hay chỉ là mình chờ duyên đến và mình chấp nhận nó thôi? Em sẽ quay một bộ phim ạ. Và em đóng vai? Dạ, phái chính. Và cái thể loại đó là thể loại truyền hình hay là YouTube, web drama hay là như thế nào em? Đại loại như là được phát sóng ở đâu á? Dạ, phát trên YouTube ạ. Web drama nha. Lương Nguyễn, em nghĩ như thế nào với lựa chọn này của cô gái 18 tuổi cùng ngành nghề với mình? Thật ra là anh phải trải qua một khoảng thời gian khá là dài để có thể trở lại quay về với đam mê. Tại vì trước đó mình nghĩ là cái việc của mình học và cái thu nhập của mình sau khi mình ra trường nó sẽ khác so với mình mới bắt đầu khi làm diễn viên người mẫu. Nó rất là khó khăn và em phải có những cái lựa chọn rất là sáng suốt để sau này em đi theo nghề, và em phải chấp nhận những cái gọi là những cái nguy hiểm hay là những cái rủi ro, và thậm chí là em phải chày da chóc vẫy để em có được những cái vị trí nào đó nó xa hơn trong cái ngành nghệ thuật. Nên thành ra là nếu đó là đam mê, em cứ cố gắng và em phải có một lộ trình, em phải trải qua nhiều kiến thức hơn hoặc là những cái trải nghiệm nhiều hơn để em có những cái tính cách hoặc là nhân vật để sau này em sẽ có những cái vai diễn tốt hơn. Vậy thì bây giờ để thuyết phục Lương Nguyễn với một điều gì đó, thậm chí là một cái niềm đam mê, một cái điều đó chung chung của ngành diễn viên, của người mẫu, hay là một cái cách thô dáng gì đó, cá tính và đặc trưng của mình để chinh phục chàng trai này, thì không biết là mình sẽ làm gì đây Kim Anh nhỉ? Hôm nay em đến đây với tiết mục nhảy nhạc đen. Đen, dạ. Rồi, một tràng vỗ tay để cổ vũ cho Kim Anh đi nào. Cô gái 18 tuổi đây, bản lĩnh và tự tin. Một câu đầy tình cảm, đầy chân thành để chinh phục Lương Nguyễn trong tích tắc. Mời em. Nãy em nói là hiện tại em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Dạ, quê em cũng ở đây luôn. Thì không biết là anh có thể chuyển về tiên em sống được không ha? Chuyển về tiên em sống. Trời ơi. Sao vậy? Có thể chuyển được tim em sống không kìa? Em bối rối quá, anh chị giúp em với. Làm thằng bé choáng váng. Có gì đâu mà choáng váng. Bây giờ vấn đề là chúng ta còn rất là nhiều vòng. Nhưng mà đầu tiên bây giờ chúng ta hãy nhận lấy những cái lời tỏ tình như vậy trước đã. Nói chung là anh đang ghi nhận cái lời tỏ tình của em. Và anh đang chờ những người khác coi như thế nào đó. Trả lời em sau Kim Anh nha. Và cũng nhờ rằng là sẽ có ngôi sao tình yêu may mắn sẽ sáng đèn ở ô đó một lần nữa. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để xem ô số 2 là một cô gái như thế nào nha. Ô số 2 chúng ta cùng chào đón bạn Diễm My. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Hiếu, chị Tuyền, anh trai và tất cả các bạn đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Anh trai, chào đón em. Anh trai, có nghe người ta gọi là anh trai không? Anh trai nắng đó. Anh trai tên là Luân, em có thể gọi tên là Luân. Anh Luân. Anh Luân. Mình giới thiệu thêm về mình đi nào. Mình đang học cái gì, đang làm cái gì, mình thích cái gì? Dạ, em đang học quản trị kinh doanh. Em là sinh viên năm nhất. Song song với đó thì em cũng theo đuổi đam mê của mình. Đó là diễn viên ạ. Diễn viên hả? Em đang hoạt động tự do hay là đi theo một sân khấu hay là một cái tổ chức nào không em? Dạ, em đang hoạt động tự do và em định là mình sẽ đi học trường lớp đàng hoàng.
Và học song song giữa hai trường quản trị kinh doanh và bên nghệ thuật luôn. Dạ, tại vì đầu tiên là em muốn cho cái nghề nghiệp của mình nó ổn định, nó an toàn trước. Xong rồi mình mới theo đuổi đam mê của mình. Nhưng mà cái nghề diễn viên á, nó không phải là cái nghề mà chúng ta bắt đầu từ lúc nào cũng được, mà nó là càng sớm càng tốt, thậm chí là trau dồi, trải nghiệm càng sớm càng tốt. Thì em có nghĩ là đợi đủ đam mê rồi mới bắt đầu thì nó muộn không? Dạ không, theo em nghĩ thì cái duyên nó đến hả? Cái duyên nó đến lúc nào mình tận dụng lúc đó. Dạ, nhưng mà mình phải đi tìm cơ hội cho chính mình. Em học nhưng mà hiện tại thì em vẫn đi kiếm cơ hội cho mình. Và em thấy Luân Nguyễn như thế nào? Dạ, giống anh trai. Giống anh trai. Hả? Anh trai. Vậy là em đã xác định rằng là anh trai rồi đó. Sao lại gọi là anh trai nhỉ? Em có thể định nghĩa được từ anh trai trong em được không? Dạ, tại vì anh lớn tuổi hơn em gọi bằng anh. Và anh nói là con trai thì em gọi là anh trai. Ôi trời ơi, vậy thì như đúng đầu vậy ha. Cũng hợp lý. Nhưng mà nếu để chuyển từ anh trai sang anh yêu thì có khó khăn với em không? Dạ, mình phải tìm hiểu. Mình phải có thời gian chứ anh. Hãy cho biết những cảm xúc của người chơi chính Luân Nguyễn lúc này khi mà nghe những chia sẻ của em gái Diễm My. Em đã có người yêu chưa? Dạ em chưa. Trước đó em đã yêu bao nhiêu người rồi? Em chỉ có một, là thời học sinh thôi anh. Lớp mấy em? Dạ năm lớp 9. Đó lý do tại sao mà gọi là anh trai. Đúng rồi. Tại vì chưa có tình trường. Đó, em cũng vậy nhưng ít nhất là em cũng đã có những tình yêu đơn phương và cũng có những thời gian ngắn. Nên thật ra em xác định người đó là những cái đối tượng mình cần thiết trong cuộc sống. Còn đây là chưa có một cái mối tình nào. Rõ ràng tình học trò chỉ là tình thoáng qua, tình nên thơ, mối tình trong trắng. Đúng rồi, mình ghi nhận điều đó. Em cũng giống anh, em cũng thích đơn phương. Ủa vậy hả? Dạ đúng rồi. Ủa ok vậy, yêu mà thích em đơn ơi, phương mình là thích sao? Đơn phương là mình bị rơi vào trạng thái đơn phương vậy? Là mình thích bạn nhưng mà mình không có dám nói. Nhưng mà có bao giờ là em nghĩ là em đơn phương như vậy là em thích hơn khi mà em được tương tác với người ta không? Em sợ em nói ra là mình không có được tương tác với người ta nữa chị. Chỉ là sợ nói ra là mình không nắm lấy được đúng không? Dạ. Cho nên cứ giữ trong lòng, thà giữ trong lòng mà cứ ok tôi bạn thân ông bạn cô thân. Cô gái thích an toàn. Không phải thích an toàn mà là chưa dám thể hiện. Dạ. Thôi thì bây giờ một điều gì đó cũng như một năng khiếu nào đó mà em cho thấy rằng là em nổi trội nhất so với bốn cô gái còn lại để chinh phục chàng trai này, đó là gì? Em xin thể hiện một bài đen tỏ tình. Đen? Dạ. Tỏ tình. Wow, cái thể loại này lần đầu tiên mới nghe nha. Đen mà đen tỏ tình. Vậy thì còn nói gì nữa? Vỗ tay ủng hộ Diễm My một cách thật lớn nào. Dance tỏ tình là tỏ tình cái khúc làm trái tim đó đúng không? Dạ, cái bài nhảy này là mọi người thường hay tỏ tình bằng cái bài nhảy này á anh. Ủa vậy hay là anh là phụ vậy luôn hả? Không phải, tại mình lớn tuổi thôi anh à. Ủa vậy hay là mình có tuổi rồi đúng không? Dạ đúng. Anh hồi đó anh tỏ tình cái anh làm gì vậy? Anh tỏ tình người ta mà về về hả? Không có được học không thấy không? Học như vậy là bậy lắm luôn á. Rồi, quay một điều nhảy đáng yêu và dễ thương như vậy, một câu chốt đắt nhất để ghi dấu trong tim của chàng trai này ngay nào. Có thể anh thấy em chưa có kinh nghiệm về tình yêu, nhưng mà em thấy mình đủ sâu sắc để cảm nhận và làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Em đố anh một câu, trái tim của em nằm ở bên nào? Theo sinh học thì trái tim nằm ở bên trái. Anh sai rồi, trái tim của em nằm ở bên cạnh anh đó. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Con bé gài dữ lắm. Em cũng nghi nghi rồi. Em cũng biết nên em biết câu trả lời rồi. Nên thành ra là em phải trả bộ. Giả bộ đánh chống lãng đúng không? Dạ đúng. Mình rồi. Cũng chơi chiêu đúng không? Dạ. Trời ơi, nghĩ sao nhỏ cũng yêu đơn phương đó giờ. Đó này, chúng ta có hai cô gái rất là thú vị. Độ tuổi cũng không chênh lệch nhau là bao, chỉ xê xích nhau một tuổi mà thôi. Cũng có chung một niềm đam mê. Vậy thì để xem cô gái thứ ba sẽ giới thiệu và mang đến một màu sắc gì cho ngôi sao tình yêu ngày hôm nay. Xin mời bạn Kim Thoa.
Chào bạn Hoa. Em xin chào hai anh chị MC, chào anh Luân và các bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thoa, em sinh năm 97. Hiện em đang là sinh viên năm cuối tại trường Cao đẳng Công Thương ạ. Còn điều gì nổi bật về mình để mình có thể giới thiệu đến Luân không ạ? Dạ, cho em hỏi anh là người ở đâu ạ? Anh là người thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây? Không, anh là người ở trong lòng em. Trời ơi, chết nhà trai hôm nay rồi. Trời ơi, mấy cô bữa nay là mấy cô chơi chiêu không? Ai mà... cũng mạnh dạng hết trơn á. Ôi ơi, bà đứng bên bà ẩm ạm. Tôi nghĩ bà nói không được nha. Bà nói câu nào dính câu đó mọi người. Ôi ơi. Em có một cái tài năng lẻ nào mà có thể gửi đến Luân để có thể thu phục được trái tim của anh Luân không? Dạ, em có thể phô dáng. Phô dáng? Có lẽ qua một vài cái động tác quay trái quay phải thì cũng thấy được cái vóc dáng thì khá là cân đối đúng không? Mái tóc rất là đáng yêu. Luân ơi, còn câu hỏi nào để đặt cho bạn không? Thật ra thì em chưa show hết những cái khả năng của mình có để mà có thể là có cái gì đó thu hút anh. Anh nghĩ là em nên mạnh dạn hơn, ví dụ như sau này em nghĩ là mình muốn chinh phục người đó, mình phải show off hết tất cả những gì mình có, hoặc là mình mạnh dạn mình nói nhiều hơn đó, cởi mở nhiều hơn, đừng nhút nhát quá. Dạ. Mình có nhút nhát không Thoa? Dạ, em có hơi ít nói. Vậy thì phải cải thiện ngay lập tức nha, tại vì cơ hội sẽ không đến lần thứ hai. Em thấy Luân thế nào nhỉ? Dạ, anh rất là đẹp trai. Dạ, em cũng có tìm hiểu một ít về tiếng Hàn á. Em cũng có học sơ qua nhưng mà chưa có nói giỏi lắm. Em nói được câu nào trong tiếng Hàn? Dạ, em có thể nói được hai nghe. Thưa quý vị, và đó chính là Kim Thoa, cô gái đứng ở vị trí thứ 3 của ngôi sao tình yêu. Bây giờ không chần chờ nữa, hãy cùng làm quen với cô gái đứng ở vị trí thứ 4, bạn Ngọc Duyên. Xin chào bạn Duyên. Em xin chào anh chị MC và em xin chào anh Luân ạ. Em tên là Ngọc Duyên và năm nay em 21 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là mẫu ảnh tự do ạ. Sở thích của em là được đi du lịch và khám phá nhiều nơi. Em thích khám phá Hàn Quốc không? Dạ thích. Em có thích khám phá anh Luân không? Dạ có luôn. Nói đùa vậy thôi, em có những thế mạnh như thế nào em có thể nói cho mọi người biết và cũng như Luân để biết được không nào? Sau đây em sẽ xin hát ca khúc Người Ta Cứ Nói. Tại vì sợ nó vận vào người mình. Đúng rồi đó. Nhưng mà Ngọc Duyên ơi, là mình thích tạo dáng như vậy hay là tại vì cái dáng là cái dáng đẹp nhất của mình? Tại vì em thích. Em thích hả? Dạ. Giống nữ tướng sĩ. Em đang mặc một cái đầm rất đẹp đúng không? Nếu nhìn sao thấy cái vóc dáng thôi. Mình có thể xoay một vòng để tung cái tà. Dạ được ạ. Đấy, thể hiện như nào. Đó. Luân, yeah. Cho em đặt câu hỏi cho bạn. Thường thì tỏ tình người ta sẽ chọn những cái bài hát nào đó nó thả thính. Em đằng này cái người ta cứ nói đừng quá yêu. Sao dám yêu em? Sao dám yêu em? Tại vì em bị mất niềm tin vào tình yêu đó ạ. Wow. Có nghĩa là em đã từng trải qua những tình yêu không trọn vẹn. Dạ, em có quen một anh khoảng được một năm mấy. Thì trong thời gian quen thì anh đang đi bộ đội ạ. Thì tụi em yêu xa nhưng mà khi mà anh ra quân rồi thì tụi em lại chia tay. Anh là người bỏ em. Và lý do đó là gì em? Anh nói là anh muốn tập trung vào sự nghiệp hơn ạ. Vậy em cảm thấy như thế nào với một người đàn ông như vậy? Em cảm thấy thất vọng và buồn. Nhưng mà anh đã như vậy với mình rồi, mình cũng không cần ạ. Cái này cho Tuyền
hơi xen vào cuộc sống riêng tư của bạn một chút xíu. Dạ. Khi mà những chàng trai của chúng ta nhập ngũ và họ được xuất ngũ ra ngoài thì đương nhiên cái điều đầu tiên là muốn gặp cái bạn gái của mình. Nhưng mà có lẽ là anh ấy khá là tự ti, mặc cảm về nghề nghiệp, về điều kiện của mình trong tức thời. Vậy thì có bao giờ bạn tìm hiểu lý do vì sao anh ấy chia tay mình không? Em có hỏi à, và gia đình anh ấy cũng hỏi, nhưng mà lý do của anh ấy vẫn là muốn tập trung vào sự nghiệp. Nhưng mà em suy nghĩ là ảnh có người khác à. Có thể đó là một lời biện bạch thôi đúng không? Dạ đúng rồi, đó không phải lý do em có thể hiểu được. Anh tin điều đó. Vậy thì em trông chờ gì vào người đàn ông ngày hôm nay em đang chinh phục? Em mong chờ người đàn ông của em có thể thấu hiểu và trưởng thành. Chỉ như vậy thôi. Dạ. Còn một cái câu nào nó gọi là câu chiếm spotlight để có thể tiến hẳn vào trái tim của người đàn ông này không thưa em? Em thấy anh vẫn rất là giống một người. Nữa. Anh có biết giống ai không? Là bạn trai của em á. Đó. Thẳng thắn. Chịu. Một tràng vỗ tay chứ còn chờ đợi gì nữa. Hay. Nếu như em là bạn Ngọc Duyên thì em sẽ nói rằng nhìn anh thì em thấy được tương lai của em như thế nào rồi. Tương lai của em sẽ là về chung nhà với anh đấy. Đấy. Ồ, thích dễ sợ, có chưa được miếng ngon. Ủa mình tự nói cái mình tự thích luôn vậy hả? À em vậy đó. Ờ em vậy thích. Dễ thỏa mãn lắm. Thôi thì bây giờ thưa quý vị, bỏ qua cảm xúc của cá nhân Từ Mập, chúng ta cùng đến với cô gái còn lại của Cánh Sao Tình Yêu. Vị trí số 5, chúng ta cùng chào đón bạn Hằng Hằng. Hằng Hằng. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu về bản thân một chút. Mình tên là Hằng, năm nay 23 tuổi, đến từ Đắk Nông. Hiện tại mình đang làm việc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình thì làm trong ngành công nghệ thông tin. Nói rõ cụ thể hơn một chút thì nó là làm lập trình viên. Sở thích của mình thì có hơi men một chút, đá bóng, bơi lội. Thỉnh thoảng thì đi du lịch. Còn năng khiếu thì không có gì đặc biệt. Nhưng mà hôm nay đến đây mình có tập một chút múa. Xin gửi tặng cho anh Luân. Trời, nhanh gọn lẹ, vào thẳng vấn đề. Xúc tích quá. Cô gái biết múa tốt thôi anh, tốt thôi đúng không? Dạ. Tốt thôi anh. Em trả lời nhanh gọn lẹ ha. Dạ. Và Hằng ơi, cho Tuyền hỏi một cái là cái tên Hằng Hằng đó là tên thật của em hay nó là nickname thôi, mà trong khi một cái tên lại có hai chữ Hằng? Dạ, thật ra thì họ của em là họ Ngô. Nhưng mà nếu mà đọc Ngô Hằng thì nó hơi ngắn, cho nên là em muốn đổi lại nick thành nickname ạ. À, một cái nickname đúng không? Dạ. Giống như Lily Wong. Nhưng mà mọi người hay gọi là Lily. Sao ngộ vậy em? Lily với Lily Wong là nó khác nhau xa nha. Tại vì tức là gọi vui anh, tức là gọi từ xa rồi Lily Lily Lily. À kí kí Lily Lily Lily. Lily và Hằng Hằng có vẻ hợp đấy. Bây giờ có lẽ là thời gian dành cho Lily cùng trao đổi với Hằng Hằng một vài câu để mình hiểu nhau hơn nào. Em có điều gì đặc biệt muốn nói với anh không? Anh có gì muốn hỏi về em không? Hả? Hai đứa này dễ thương hả? Anh ơi, hôm nay hai mình nghỉ uống cà phê chút đi cho. Tuyền có gì muốn hỏi anh không? Anh có gì muốn hỏi em chứ? Tuyền có gì muốn hỏi anh chứ? À, mọi người có gì muốn hỏi tôi không? Vậy đó. Mọi người ơi, chúng ta phải tương tác với nhau để nắm được cái tình cảm của nhau và cũng như là tạo được cái gọi là dấu ấn. Chứ nãy giờ bốn bạn kia đã tạo rất nhiều dấu ấn rồi. Bây giờ tôi nghĩ là Hằng có một cái câu gì đó thả thính mà phải nói là thuyết phục hơn bốn bạn còn lại. Chính xác. Đừng có để tôi phán đoán được nha. Đừng có bắt bài nữa nha. Nếu như mà có duyên á, sau này anh có thể cùng em đi tiếp đoạn đường tiếp theo của cuộc đời đúng không? Duyên hay không thì do cả hai cùng kết nối với nhau đi. Một người mở lòng và một người lùi bước thì nó rất là khó để kết nối được với nhau. Anh thì đang rất mong đợi năm cô gái có thể mở lòng là có thể là trao đổi nhiều hơn để có thể chinh phục trái tim anh. Tại vì bản thân anh cũng là người khá nhút nhát, nhưng anh cũng nói nhiều đó. Nhưng mà bản thân anh là cần có những cái gì đó nó dấu ấn, nó đặc biệt hơn. Hoàn toàn đồng ý với điều đó. Mà Hằng ơi,
Riêng với bản thân em thì một hình mẫu bạn trai lý tưởng của em có phải là Lương Nguyễn đây không hay là như thế nào nhỉ? Dạ, em thích giống xem ạ. Xem bao nhiêu phần trăm ạ? Em nghĩ là về ngoại hình thì gu của em. Về ngoại hình là gu của em rồi. Đúng rồi. Về tính cách thì như thế nào ạ? Tính cách thì hiện tại thì em chưa biết nhiều về ảnh. Cho nên là nếu mà sau chương trình á, có cơ hội thì tìm hiểu nhiều hơn. Tại sao không tìm hiểu ngay bây giờ ạ? Thời lượng chương trình không đủ. Em vẫn nói đi, anh chưa có cắt lời em mà. Vấn đề là người ta đang giống như người ta để một câu hậu, anh hiểu không? Là nếu như để cho em đi về cùng anh thì em sẽ cho tìm hiểu nhiều hơn. Ngay bây giờ, xin mời vòng xoay của ngôi sao tình yêu cho những ánh sáng ở 5 vị trí đi nào. Thưa quý vị, lần lượt 5 vị trí của chúng ta, đó chính là vị trí đầu tiên bằng Kim Anh, là người mẫu ảnh diễn viên tự do, năm nay chỉ mới 18 tuổi thôi. Một cô gái 18 tuổi đầy cá tính với những lời thả thính ngọt ngào cùng với chàng trai Lưu Nguyễn. Anh có thể chuyển vào tim em không? Và đến với ô số thứ hai, đó là bạn Nguyễn Liên. Chị xích sao với lại bạn số 1 tầm 1 tuổi thôi. Nhưng với giọng nói rất dễ thương và thu hút, bạn đã chiếm lấy sân khấu, làm cho sân khấu sôi động hơn bởi một vũ đạo vô cùng trẻ trung ạ. Ở vị trí số 3 là bạn Kim Thoa. Tôi có đôi phần rụt rè nhưng câu thả thính xa ra thề đơn giản. Liệu có khiến cho Lưu Nguyễn trao đảo hay không? Hãy cùng chờ xem. Và đến ô thứ 4 đó là Ngọc Duyên, một cô gái tuy rằng mới 21 tuổi nhưng rất chín chắn và có một cái lịch sử tình trường cũng khá là sâu đậm, nhưng mà bạn ấy đến đây có một tinh thần gọi là tìm được tình yêu đích thực của mình. Ở vị trí cuối cùng, Hàng Hàng, một nữ lập trình viên nhưng lại gửi đến một điều múa vô cùng dễ thương để chinh phục người nhìn mình. Để xem ánh sáng của ngôi sao tình yêu sẽ dừng lại ở ô số mấy. Ở năm cách sao là năm người, năm cá tính và năm màu sắc khác nhau, vui vẻ, sôi động, trầm lắng. Có người thì nổi trội, không biết rằng ngôi sao tình yêu của chúng tôi sẽ dừng lại ở số mấy. Anh hỏi thật, em không cần trả lời, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Em đã có lựa chọn của mình. Đó. Để xem ánh sáng mở lên có trùng khớp hay không. Xin mời, đó là ai sẽ lộ diện đầu tiên nào? Wow, Ngọc Duyên. Chúng ta gặp gỡ với Ngọc Duyên. Trời ơi, cái mặt gì như búp bê vậy trời. Em xin chào mọi người. Ngọc Duyên ơi. Dạ. Em có thể giới thiệu sâu hơn một chút. Sau khi mọi người đã thấy được gương mặt của em rồi, bây giờ em giới thiệu nhiều hơn một chút về cái tài năng nè ha, cũng như cá tính nè, sở thích của mình, và ngay cả cái gu bạn trai nữa. Cá tính của em thì bản thân em cảm thấy em là một người rất là mạnh mẽ. Còn sở thích thì em thích đi du lịch, thì hồi nãy em có nói rồi ạ. Và em rất là thích hát. Và gu bạn trai của em thì đầu tiên thì em muốn là phải lớn hơn em ít nhất là 5 tuổi trở lên. Em đang nói luôn đúng không? Hợp lý em ơi, đây là hơn 5 tuổi chắc luôn á. Và thật sự thấu hiểu và suy nghĩ chín chắn trưởng thành. Có lẽ Hiếu Phương muốn hỏi luôn ngay bây giờ, khi mà em thấy ánh sáng được trang hòa và ta thấy rõ cái dung nhan của bạn Ngọc Duyên hiện rõ trên màn hình của ngôi sao tình yêu, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình như thế nào nhỉ? Dễ thương. Dễ thương đúng không? Cũng có những cái nét trầm giống nét như trầm. Em tức là cũng là một người khá từng trải và cũng có thể là từng bị bỏ rơi vậy đó. Nên thành ra là có sự đồng cảm. Nhưng mà mình hãy khai thác thêm một tí xíu đi, 3 phút dành cho hai bạn để hỏi thêm về những chuyện riêng tư, những cái bí mật cá nhân, bí mật đội bí mật, để chúng ta dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Anh muốn hỏi Ngọc Duyên là em có muốn chinh phục Lưu Nguyễn không? Dạ có. Đúng là những cô gái này phải thành thật mà nói là tuổi đời còn khá trẻ, phải đồng ý như vậy. Cho nên là các bạn cũng sẽ rất là ngại ngùng đúng giữa con gái Việt Nam đấy. Chứ ai cũng giống Từ Mập thì đã có một con rồi. Cái gì vậy anh? Em cũng đã từng như vậy mà, em đã từng rụt rè. Em đã từng được như vậy. Em đã từng rụt rè, em đã từng trẻ. Và nếu như em là Ngọc Duyên thì bây giờ em sẽ nói rằng nếu như em được về chung một nhà với lại anh Luân đây, thì một ngày em sẽ nấu cho anh Luân ăn món gì, em chăm sóc như thế nào. Mình phải tạo cho người ta một cái niềm tin. Đàn ông mà rất thích được lo lắng, chăm sóc cũng như nuông chiều. Đàn ông rất giống trẻ con nha em nha. Hồi xưa mối tình của mình á,
ai cua ai vậy? Mối tình của em hả? Ừ. Anh ấy cua em. Em có cua lại không? Dạ không. Em chỉ để người ta cua thôi. Dạ. Rồi bữa nay em có chủ động tấn công không? Chắc có. Wow. Có bằng cách nào thể hiện này? Làm đi em. Nếu như em là người được chọn thì anh có muốn là tối tụi mình sẽ đi ăn chung không ạ? Nếu em được chọn tức là anh cũng phải đã mời em ăn tối rồi. Vậy là anh muốn hơn nữa phải không? Cái này để sau anh. anh đang hỏi đó, mà ví dụ là ăn tối xong xem phim. Dạ dạ có, dạ có. Anh đang hỏi rất là tự nhiên mà em nghĩ như thế nào. Chúng ta có hỏi thêm về gia đình, về những mối quan hệ trong gia đình. Em là con thứ mấy trong gia đình? Em là con út ạ. Con út hả? Nên thành ra là rất là được cưng chiều đúng không? Không hẳn. Cưng thì cưng thiệt, nhưng mà em không có cảm nhận được tình yêu thương của gia đình dành cho mình. Tại sao? Gia đình nào mà chả thương con? Có thương nhưng mà thương về một phần nào đó thôi ạ. Tại vì ba mẹ em không hạnh phúc á, nên là tình cảm dành cho mình nó không được trọn vẹn á. Thật ra nha, cái này cho anh Hiếu nói, cái này suy nghĩ riêng cá nhân của anh Hiếu thôi nha. Ba mẹ nào dù cho đổ vỡ đi chăng nữa, cái người mà ba mẹ thương nhất vẫn là con mình. Đúng rồi. Là do mình không cảm nhận được, mình mặc cảm với cái hiện trạng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đừng nói về tội ba mẹ. Đúng rồi. Anh Hiếu nghĩ vậy á. Bởi vì cái chuyện mà đổ vỡ á, không ai muốn hết. Nếu như người ta mong muốn đổ vỡ thì chẳng ai đến với nhau để làm gì. Nhưng mà chắc là có lẽ trong quá trình sống thì có những cái va chạm mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Chính xác. Nên chúng ta mới gọi là xa rời nhau. Nhưng mà cái tình yêu thương dành cho con không bao giờ mất đi được. Có thể là bởi vì ba mẹ mình không bên cạnh nhau nên mình cảm giác là cái tình yêu nó bị tách rời. Nhưng mà đâu đó thì nó vẫn còn nguyên, không có gì phải buồn cả. Nhưng mà Ngọc Duyên ơi, nếu như trở thành một người phụ nữ của gia đình thì Ngọc Duyên sẽ trở thành một cô gái như thế nào nhỉ? Dành hết tình cảm và sự chăm lo nhất có thể dành cho gia đình của mình và đặc biệt là con của em. Người chồng tương lai của Ngọc Duyên là một người sống với đam mê, không có muốn bị gò bó trong một cái khuôn khổ nào hết. Bản thân em cũng vậy nên em có thể hiểu được ạ. Tại bản thân em không thích gò bó, không thích ai gò bó em hết. Và phải biết trân trọng cái đam mê của đối phương. Em có mê kiến trúc không? Dạ không. Không mê kiến trúc? Dạ. Những người mê kiến trúc là những người mê cái đẹp. Và những người mê cái đẹp thì người ta mới đi làm nghệ thuật được. Anh đồng ý. Nên thành ra bản thân em phải vì một người nào đó em phải cố gắng. Mình phải tìm hiểu nó coi mình có thích nó hay không. Nhưng mà em chưa nói hết. Nếu mà anh thích thì em cũng thích ạ. Đang ép buộc kìa. Đó, không phải ép buộc em. Có những cái trường hợp đó nghĩa là người ta chấp nhận thay đổi. Dạ. Chấp nhận thay đổi vì tình yêu. Và bây giờ hãy xem là khán giả tại trường quay đặt nickname cho Ngọc Duyên là gì. Với những chia sẻ của Ngọc Duyên, một cô bé đang cảm thấy thiếu sự yêu thương từ gia đình do hoàn cảnh không may mắn của gia đình mình. Nhưng rồi thì Ngọc Duyên vẫn phải mạnh mẽ và đứng lên bằng đôi chân của mình. Vẫn tiếp tục nỗ lực để khẳng định cuộc sống độc lập của mình. Không muốn ai gò bó nhưng vẫn cần một bờ vai bên cạnh. Nào các khán giả nam tại trường quay ơi, với sắc vóc như thế, duyên dáng, dễ thương, hãy cho chúng tôi những gợi ý nickname mà các bạn đặt cho Ngọc Duyên đi nào. Và em cũng vậy luôn nhé. Cầm điện thoại lên, chọn ngay một nickname em cảm thấy phù hợp với Ngọc Duyên ngay lúc này. Bây giờ hãy xem là khán giả tại trường quay đặt nickname cho cô nàng Ngọc Duyên như thế nào. Xin mở nickname đầu tiên. Biệt danh đầu tiên đó là... là gì ạ? Wow, dễ thương. Duyên nét ơi. Duyên Thầm. Là Duyên không có lộ. Thì Duyên Thầm là Duyên không có lộ ra bên ngoài á. Em nhưng mà... cảm nhận như thế nào về cái nickname này? Nghe cũng hay hay ạ. Và nó có phù hợp với mình chứ? Dạ có. Ồ. Nhưng mà Duyên hiểu không? Duyên Thầm là Duyên để người ta khám phá. Còn hôm nay mình mang cái vai trò đi chinh phục. Tại vì em thích người ta khám phá em. Oh, wow. Em thích em có một cái gì đó bí ẩn và người ta muốn tìm hiểu cái sự bí ẩn đó từ em. Để đến được bước đó thì mình phải vượt qua 4 cô gái ngày hôm nay trước đã. Cho nên cần phải mang một cái tâm thế là thể hiện ra bên ngoài những gì mình có ngay lúc này. Biệt danh thứ hai mà các bạn khán giả tại trường quay gửi cho Ngọc Duyên đó là... Lại một nickname nữa bao gồm có tên của em. Duyên E Hẹn. Thật ra là về cái nghĩa nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà về cái cảm nhận nó cũng na ná cái nickname đầu tiên. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng có gì đó lẩn khuất, cũng có gì đó cần được người ta tìm tòi. Chính xác. Và khám phá.
Và bây giờ sẽ là nickname thứ ba mà tất cả quý vị khán giả dành cho em ngày hôm nay. Đó là... Đó. À. Lại một lần nữa, cái tên của em được thể hiện trong nickname này cũng ba chữ, và đó là gì anh Hiếu? Đó là Duyên búp bê. Rất là dễ thương và đáng yêu. À, cái ngoại hình đó, nó thiện cảm, nó dễ đi vào lòng người lắm. Cái nhìn đầu tiên đã ăn tiền rồi, thì cái tiếp theo phải là cái phong thái và cái phát ngôn của mình đó, cho nó tươi sáng lên chút xíu nữa. Duyên nha. Dạ. Đó chỉ mới là cái tham khảo thôi. Em thấy ba cái tham khảo này của cái giả trường quay có na ná phần nào với em không? Em thì có đặt là búp bê đó anh. Vậy hả? Oh wow. Vậy thì thôi, không chờ đợi gì nữa, hãy xem là biệt danh mà Lưu Nguyễn đã dành cho Ngọc Duyên là gì. Xin mời mở. Thật ra là em tính đặt là Duyên búp bê, tại vì bạn này tóc vàng khác với những bạn khác, nên thành ra là em đặt là tóc vàng cho nó nổi trội. Trời ơi, trời ơi, đứng ở đây mà em thấy luôn tóc của mấy bạn kia luôn. Thì đó, tại vì cái màu đen bao trùm đó em. Màu đen bao trùm hết rồi. À, ừ đó. Một lát nữa mà dỡ ra ai tóc vàng nữa là không có được với tôi đâu nữa nha. Búp bê tóc vàng. Và em thấy em thích nickname này chứ? Dạ thích ạ. Thích luôn hả? Bởi vì đó là nickname mà anh Luân dành cho em đúng không? Dạ. Ừ, thiệt là. Nhưng mà nếu hiểu một ý nghĩa, nó hơi chưa tích cực chút xíu. Búp bê thì chỉ có một trạng thái thôi. Hơi đơn nha. Hy vọng là em sẽ thể hiện nhiều trạng thái hơn, đa sắc hơn. Bây giờ là thời khắc trước khi đến với lựa chọn cuối cùng của Luân Nguyễn. Với trường hợp của bạn Ngọc Duyên ở vị trí thứ tư, thì khi mà khán giả trường quay đã dành những nickname dễ thương dành cho Duyên rồi, thì không biết rằng các bạn dự đoán xem liệu rằng Luân Nguyễn, người chơi chính của chúng ta ngày hôm nay, sẽ đưa ra lựa chọn là có hay là không với việc chọn Ngọc Duyên bước xuống sân khấu của Ngôi Sao Tình Yêu. Thời gian dành cho các bạn bình chọn bắt đầu. Anh đoán thôi, với cái tính cách của Luân á, dạ, cũng sẽ cần một cô gái năng động hơn xíu, nhưng mà phải từng trải. Đúng. Tại vì nếu mà không năng động và không từng trải, không thể nào thấu hiểu và có thể dễ dàng bên cạnh một người đàn ông theo đuổi đam mê và dạ, sống theo cái cảm xúc được. Và cái tính cách của cậu Luân ngày hôm nay thì khá là cầu toàn đấy. Một cô gái nếu mà muốn đến với Luân thì cũng phải là chỉnh chu và hoàn hảo cũng khoảng 80-90%. Và chắc chắn rằng ở dưới là tất cả quý vị khán giả đã có kết quả rồi đúng không ạ? Hãy cho chúng tôi thấy tỷ lệ bình chọn tham khảo của khán giả tại trường quay. Xin mời! Yeah. Duyên có đoán được là bao nhiêu không? Em nghĩ là... Không biết. Ê, con bé này dễ thương nè. Em nghĩ là không biết. Nói chung là một cái tỷ lệ rất thấp. Thật sự mấy bạn nam ở đây chỉ cho có 40% thôi. Dạ. Em có thấy chạnh lòng với cái tỷ lệ như thế này hay không? 60% là có và 40% là không, nghĩa là vẫn trên trung bình nha. Con bé này học số học hay hóa? Không, em đang đánh lừa mà. À, em đang đánh lừa cảm xúc bạn. Đang chơi tâm lý với bạn. Em đang coi người ta có thể sau cái lời nói này người ta có bùng phát lên được cái nào hay nhưng không? Nhưng mà cái biệt danh của người ta là gì? Búp bê. Đó. Duyên ơi, 60% là có, 40% là không. Dạ. Con số nó chỉ trên trung bình chút xíu thôi. Em nghĩ gì về con số này? Em có muốn thay đổi lại ván cờ không? Nếu mà có may mắn em bước xuống dưới thì em sẽ mở lòng hơn và em sẽ năng động hơn. Ví dụ em mở lòng như thế nào nhỉ? Xuống dưới rồi sẽ biết à. Trời ơi. Người ta bước mở, người ta nói bởi vậy người khôn mà cứ hay nửa chừng để cho người dài nửa mừng nửa lo. Dạ. Yeah. Ok, còn không còn chực chờ nữa. Đó chỉ là hàng xóm láng giềng người ta góp ý thôi. Quan trọng là người ấy. Ấy ơi, dạ, ấy có thể nào cầm điện thoại lên và cho tôi biết có hay là không được không ạ? À? Căng thẳng đấy. Thời gian dành cho người chơi chính 15 giây bắt đầu. Xin mời chùm cuối. Chùm cuối hãy cho chúng tôi biết kết quả có hay là không. Và cho dù có hay không thì thật sự bạn Duyên của chúng ta cũng xinh xắn và đáng yêu như một cô búp bê. Tôi nghĩ đang là một nhan sắc nổi trội và có thể dễ dàng cạnh tranh với bốn cô nàng còn lại đấy. Dạ. Nhưng mà về cá tính, về màu sắc, tôi nghĩ rằng là cả bốn bạn còn lại luôn, chúng ta nên thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn.
và quyết tâm chinh phục nếu như chúng ta thật sự yêu thích. Cũng có thể là do bạn bạn nữ của chúng ta đứng ở trên đó thì khá là rụt rè, với lại xung quanh thì đèn đánh vô, có một cái tâm lý gọi là hồi hộp, lo lắng, nên chưa bộc lộ hết được những cái lợi thế của mình. Và hy vọng rằng bạn sẽ có cơ hội xuống đây và trực tiếp giao lưu với chúng tôi. Thưa quý vị, như vậy là thời gian dành cho người chơi chính cũng đã hết. Ngay bây giờ, hãy hướng mắt về ngôi sao tình yêu để xem kết quả với vị trí đầu tiên trong năm cánh của ngôi sao tình yêu, bạn Ngọc Duyên. Và kết quả là... đã mất cơ hội rồi. Bốn bạn nữ còn lại thấy chưa? Có cơ hội là phải nắm bắt chụp hốt, đừng rụt rè. Duyên ơi, em nghĩ như thế nào với quyết định này của Luân Nguyễn nhỉ? Em cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng mà dù sao em cũng chúc anh sớm tìm được một nửa của mình như ý. Cảm ơn em. Em có muốn biết lý do vì sao Luân Nguyễn không đồng ý không? Em nghĩ là chắc do em ít nói và không khai thác mình hơn. Tại sao em biết khuyết điểm đó rồi em không cố gắng mình mở lòng hơn? Tại vì có thể là sau này, ví dụ như là sau chương trình, bản thân anh nó cũng như vậy. Anh cần một người nào đó chủ động và biết mở lòng hơn, muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Ừ. Thì anh cảm thấy người đó, người ta đang trân trọng mình hơn. Rất tiếc đúng không? Dạ. Cảm ơn Ngọc Duyên rất là nhiều. Bây giờ ta hãy cùng tiếp tục hướng mắt về ngôi sao tình yêu để xem bốn vị trí còn lại, Ánh Sáng, Trang Hòa sẽ đến với ai. Xin mời. Ai sẽ là cô gái tiếp theo được lộ diện đây? Và ngôi sao tình yêu hay bật mí cho chúng tôi biết, ô tiếp theo là ô nào ạ? Chậm dần và giật mình, các bạn giật mình thấy thương. Ủa, coi mắt gì giật mình, bộ thích đứng trong bóng tối hả? Hết hồn á. Hết hồn. Chắc em không nghĩ là em được chọn. Vậy thì khi đã mở vùng sáng lên rồi thì em nghĩ gì ngay lúc này? Phấn khích. Phấn khích vì em được mọi người nhìn thấy dung nhan, hay là phấn khích vì điều gì nữa? Có thể nói chuyện được nhiều hơn với anh Luân. Vậy thì nói đi. Hốt liền em. Mình đã rút kinh nghiệm từ bạn đứng ô số 4 rồi. Không biết thì nếu như mà một người bạn gái của anh á, mà rất là bận công việc á, rất là không có thời gian cho anh, một tháng chỉ có thể gặp anh 1 đến 2 lần nếu ở chung thành phố, thì anh có chấp nhận không ạ? Thật ra thì bản thân anh là người rất là đồng cảm với bạn gái của mình. Nếu thực sự người đó bận rộn, và cả hai nếu mà đã luôn hướng về nhau thì dù bận cỡ nào thì khi mà dành thời gian cho nhau thì thật nguyên thời gian đó có thể dành cho nhau được, dù là ít hay là nhiều. Là anh có thể hiểu được đúng không ạ? Hiểu chứ, anh cũng bận rộn mà. Dạ. Vậy anh thích một người con gái dịu dàng hay là cá tính ạ? Dịu dàng cũng có, cá tính cũng có. Ừ. Nó nổi loạn cũng có, mà nó ngây thơ cũng có. Đã là một người làm nghệ thuật, thường là nó sẽ có những cái cảm xúc nó đang xen vào nhau. Nhưng mà thường như một người nào đó có sự thấu hiểu và sự đồng cảm, nó là cái điều quan trọng nhất. Anh ấy biết uống bia không ạ? Anh biết uống bia nhưng mà anh hạn chế uống bia. À, uống khoảng bao nhiêu ạ? 6-7 chai gì đó. Tốt. Cũng gọi là vương tử đó, vương tử đó mọi người ơi. Đó là chưa say à? Chưa say thì chỉ dừng, chỉ dừng ở 6-7 chai thôi. Dừng đúng lúc đúng không em? Đô mạnh. Đô mạnh. Em sao, em có uống bia không? Dạ có, nhưng mà đô em ở cái mức thấp thấp ấy. 3 chai. Tùy lúc, có lúc thì nhiều thịt nhiều, mà có lúc thì ít thịt ít. Kiểu như tùy tâm trạng ấy. Nhưng mà sao em lại hỏi vậy về chuyện bia rượu ạ? Thì sau này mình có thể ngồi nhâm nhi vài chai với nhau. Thưa quý vị, tôi hoàn toàn bất ngờ. Tại vì một cô gái duyên dáng dịu dàng lại làm công việc lập trình viên, là một công việc mà chúng ta vẫn nghĩ rằng là nó sẽ khô cứng, nó thiếu đi cái nét gì đó mềm mại quen thuộc của người phụ nữ, mà lại là uống bia nữa. Có ai nói với em rằng là ôi em nam tính quá không?
Thằng bạn thân của em nó lưu em là hàng đàn ông ấy ạ. Hàng đàn ông ấy ạ. Em có nghĩ đó là lợi thế hay là trở ngại để em tìm kiếm một tình yêu? Tại vì em làm trong ngành này thì gặp rất là nhiều bạn nam, cho nên là lâu lâu thì dịu dàng với người mình thương là được rồi ạ. Oh, wow. Và luôn người biết sao không? Những ai làm trong ngành IT á, đang là một trong những ngành có thể gọi rằng là có một cái nguồn thu nhập cực kỳ ổn định. Còn điều gì để em muốn khai thác chàng trai này, hay là còn điều gì Lưu Nguyễn đặt cho cô gái IT này không? Anh có thích một người con gái chủ động không ạ? Có chứ, anh thích một người cô gái chủ động. Chủ động trong việc gì ạ? Nhiều việc. Nhiều việc. Nhiều việc. Và cái mặt nói nhiều việc. Nhiều việc. Cái mặt rất là đây thần thái ha. Nhiều việc. Anh là con thứ mấy trong gia đình ạ? Anh là con út trong gia đình. Con út chắc được cưng lắm hỉ? Không, anh tự lập từ sớm rồi em. Em cũng tự lập từ sớm. Anh có sợ bạn gái mình kiểu như là giao tiếp rất nhiều là bạn khác giới không ạ? Có hay ghen không ạ? Ghen hả? Yêu quá ghen chứ sao? Yêu quá ghen chứ sao? Nhưng mà nếu đó là mối quan hệ bình thường và bản thân anh biết thì anh nghĩ nó cũng cho qua thôi. Tại vì mình đã biết rõ về cái người đó như thế nào rồi. Dạ. Em mong đợi gì từ một người yêu tương lai của em? Thật ra thì người yêu tương lai cũng không cần đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần dù nghèo cũng được, miễn sao cùng cố gắng. Ví dụ như lương anh 8 triệu, lương em 8 triệu rưỡi, gộp chung lại rồi góp tiền mua nhà các kiểu chẳng hạn. Anh thì có nhà riêng rồi, đó. Anh chỉ cần một người nào đó. Có đam mê kiến trúc không em? Em thì không lành về kiến trúc, nhưng mà kiểu như là kiểu thiết kế đúng không ạ? Em cũng có biết về một chút về thiết kế. Thiết kế gì? Photoshop, anh biết không? anh là chùm Photoshop luôn. Lập trình thì cũng phải biết một số phần mềm sửa chữa hình ảnh chẳng hạn. PR hình ảnh cho anh cũng được. Wow, đấy. Có thể hỗ trợ cho nhau về mặt công việc nè, có thể làm bạn nhậu của nhau. Rồi tính tình rất là sòng phẳng, là hùng tiền với nhau góp nhà chứ không cần dựa dẫm vào bạn trai của chính mình xác. Quá chuẩn. Cảm thấy đúng là một cô gái cá tính. Đó là một mẫu người hiện đại đó anh. Và bây giờ để xem là các khán giả tại trường quay với một cô gái như thế này, biết uống bia nha, rất nhiều mối quan hệ với bạn khác giới trong vai trò đồng nghiệp nha. Bên cạnh đó là tự chủ về kinh tế nha. Đặc biệt là rất là sòng phẳng trong tình yêu. Đúng. Vậy thì các bạn sẽ dành tên gọi đáng yêu gì cho cô nàng này? Nhìn vẻ ngoài thấy có vẻ thuộc nữ đấy. Một bộ áo đầm màu trắng kết phối từ von nè, rồi vải nè, rồi thêm mái tóc uốn xoăn và mái hơi ngố tí xíu. Không nghĩ là làm đó. IT ha. Đó, bởi vậy đừng nhìn ngoại hình mà đoán tính cách sai. Dạ. Mặt đầm chỉ là mặt chơi cho có thôi. Đúng không nào? Chứ đàn ông đấy. Em thì em thích những người phụ nữ mạnh mẽ vậy đó. Thời gian dành cho khán giả tại trường quay cũng đã hết thưa quý vị. Xin mời tên gọi đầu tiên mà các bạn khán giả đặt cho Hằng Hằng là... Wow. Hằng ơi, biết tại sao anh lên như vậy không? Tên lạ lắm đúng không anh? Anh nghĩ là cũng không lạ lắm. Nó là quen một, một cái tựa phim á. Có phim này hả anh? Có phim Lập Trình Trái Tim. Lập trình được trái tim thì cũng khéo lắm à nha. Lập trình trái tim là cả một vấn đề. Đó là biệt danh đầu tiên mà các bạn khán giả tại trường quay đặt cho Hằng Hằng. Biệt danh thứ hai là gì? Mở luôn đi nào. Chắc là có lẽ người đó thích làm chú cuội, cho nên mới đặt biệt danh cho em là chị Hằng. Tại vì rõ ràng là chị Hằng múa cũng rất đẹp. Biệt danh thứ ba, để xem là gì nhé. Cái này thú vị nè. Thú vị. Nghe từ này em sợ lắm chị. Đúng rồi, nhưng mà nói như vậy là khác nào là một lời vu khống. Tại sao gọi con gái người ta là hacker? Người ta chỉ làm IT thôi mà. Trời ơi, đó là hack trái tim đấy. Hacker vải trắng. Anh Hiếu cực kỳ thích cái biệt danh này của khán giả đặt cho Hằng Hằng. Em có thích không? Cũng có thích. Rồi, bây giờ thì biệt danh mà người chơi chính dành cho Hằng Hằng đó là... Chú.
em có nghĩ mình là một cô gái cá tính không Hằng Hằng? Ừ, dạ có. À, nhìn bên ngoài thì ngày hôm nay thì có vẻ dịu dàng nhưng mà em hơi men một chút. Hơi men ở đây là ngoài việc là mình có thể uống được bia, mình có thể có nhiều bạn khác giới thì còn cái gì để chứng tỏ, để làm cho cái cụm từ hơi men nó đậm đà hơn? Ngoài men rượu với lại men tình thì hơi lầy lội chẳng hạn. Kiểu hơi đàn ông một chút. Ủa, bộ đàn ông lầy lội lắm sao trời? Tại con gái thì thường hiền lành, hiền dịu, dịu dàng gì đấy. Còn em ví dụ đi cùng với các bạn bè thì hơi lầy lội. Nhưng mà em không có trẻ trâu đâu nha. À, không có trẻ trâu. Em nghĩ như thế nào với chọn cái cụm từ này là thỏ cá tính? Thật ra em ghi đúng, phải là thỏ trắng cá tính. Thỏ trắng cá tính. Tại vì em nhìn cái bộ váy á, là em đoán nó sẽ là thỏ trắng. Và cá tính thì đó là trong bạn nó thể hiện ra rồi. Đó là sự cá tính của bạn. Nghĩa là thỏ trắng thường là sẽ là một con vật rất là mềm mại, hiền dịu. Đúng không? Yeah. Và nó tinh khôi. Nhưng mà thỏ trắng cá tính để nó hòa trộn cả hai cái yếu tố đó vào. Em thích cái biệt danh này từ Lương Nguyễn không? Dạ, mê. Mê. Trước khi khảo sát bình chọn từ khán giả dành cho sự kết hợp của cặp đôi này, em còn câu nào muốn nói dành cho Nguyễn Lương? Anh chỉ cần bước 49 bước, còn 51 bước còn lại em sẽ bước. Người ta vẫn chấp nhận bước hơn em một bước. Nhưng cũng khá là sòng phẳng đấy. 49 và 51 một con số chênh lệch nhiều ha. Chứ bình thường là đồi chia là 50-50 thôi. Không, hồi bình thường chia. Đúng không? Là đồi chia 50-50 không mà 45-55 cũng không chịu. Còn này 49-51. Rõ ràng là một cô gái rất là sòng phẳng. Cái tỷ lệ chia này là chứng tỏ là bản lĩnh đấy. Thôi thì bây giờ hãy cho chúng tôi biết bình chọn khảo sát từ khán giả tại trường quay. Thời gian bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn đã hết, kết quả là gì? Xin mời! Wow! Em ăn ở sao mà tới 90% phản đối vậy? Phản đối ạ? Ừ. Em ơi, chị thấy là rất là bất công khi mà một cái người phụ nữ vừa cá tính, vừa đáng yêu và sòng phẳng như vậy lại nhận được có 10%! Em nghĩ là... con trai thích dịu dàng hơn á. Con trai thích dịu dàng hơn hả? Nhưng mà giọng nói của em quá dịu dàng. Quá mà. Dịu dàng, quá dễ thương luôn. Chắc lộ nhiều quá. Lộ em... là sao em? Có nghĩa là mình thể hiện ra nhiều quá hả? Kiểu lộ bản chất á. Lộ bản chất hả? Ủa nãy giờ anh thấy đáng yêu mà. Không, vậy thì là mình em sẽ nói gì với 90% tỷ lệ bình chọn không đó cho em? À, mình nghĩ là nếu như mà mọi người đánh giá như vậy thì có thể là sai. Nếu như mà mình xuống sân khấu thì các bạn sẽ phải nghĩ lại về vấn đề đấy. Và thật sự mọi người sai nếu như quyết định như vậy. Chúc mừng em là mọi người đã 90% có, chỉ 10% là không thôi. Thưa quý vị, cái thời nào rồi? Cánh đàn ông chúng tôi đã qua rồi cái thời phụ nữ mặc định đã là dịu dàng. Dạ. Phụ nữ dịu dàng mà pha thêm chút cá tính nữa nó mới thú vị. Tôi nghĩ là như vậy. Và 90% người đàn ông tại trường quay này cùng đồng cảm với điều đó. Xin chúc mừng cho sự bình chọn này. Nhưng rõ ràng đó chính là sự bình chọn để tham khảo thôi. Đúng không? Quan trọng vẫn là Lương Nguyễn sẽ nghĩ như thế nào và đưa ra quyết định của mình. Thời gian dành cho Lương Nguyễn bắt đầu. Đây mới là sự quyết định quan trọng nhất. Thường đó nha, đàn ông họ tin vào đàn ông, nhưng mà cũng có trường hợp là họ sẽ cảm nhận bằng trái tim của mình và đưa ra quyết định. Đúng khác rồi. Với lựa chọn của những người đàn ông xung quanh. Chính xác, bởi vì đâu có ai mà giống ai được, nên cái cảm nhận, cái sở thích cũng như là đối tượng phụ nữ mà họ đeo đuổi cũng như là lấy về làm vợ cũng sẽ khác nhau. Như vậy kết quả là gì? Xin mời. Anh muốn hỏi em ngay lập tức, tại sao? Bạn này gần giống như cái mẫu hình của em. Gần giống? Đúng, về tính cách. Nhưng bạn ấy thiếu một cái gì đó mà bản thân em cần hơn. Tức là nó sẽ thu hút hơn em, thu hút em hơn. Nó phải chủ động cuốn hút hơn. Dạ. Bằng cái phong thái, bằng cái tác phong của bạn bên ngoài. Hầu như em gái của em đều như vậy. À hả? Em gái mưa luôn. Em gái mưa.
Và Tuyền cũng xin nhắc nhở với bạn rằng tại vì Tuyền cũng đã dẫn rất nhiều số trong Ngôi Sao Tình Yêu rồi, và cũng như trong cuộc sống của chúng ta vận dụng thì chắc chắn rằng không có ai hợp ý ai 100%. Và với quyết định này của bạn, Tuyền thấy bạn khá là mạo hiểm. Bởi vì Tuyền nghĩ Hằng Hằng sẽ là đối tượng phù hợp nhất với bạn rồi, nhưng mà bạn lại muốn mạo hiểm để tìm người còn lại trong số 3 cô gái. Thì thôi thì cũng xui theo ý bạn vậy, bởi vì bạn là người chơi chính. Nhưng Hằng nghĩ như thế nào với quyết định này? Dạ thì cũng có hơi buồn một chút, nhưng mà không sao, có cơ hội cho mấy bạn khác. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với 3 vị trí còn lại để xem vòng xoay của Ngôi Sao Tình Yêu dừng lại ở vị trí số mấy. Xin mời. Và lần này không biết rằng ô nào sẽ may mắn được tỏa sáng. Và tôi hy vọng rằng nó sẽ thích hợp với bạn. 5 4 4 3 2 1 Và 3 Dễ thương à. Dạ em chào anh, chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay à. Ánh sáng này đến với em thấy như thế nào? Em rất là bất ngờ. Bất ngờ. Dạ tại vì hai người còn lại đã bị loại, còn em không biết mình sẽ ra sao. Em có chuẩn bị vũ khí gì để tấn công chưa? Dạ vũ khí thì em không có, nhưng em có sự chân thành để yêu anh. Trời đất, ủa yêu anh hả? À không anh ơi. Yêu người đứng kế bên cạnh anh. Yêu ai? Đứng kế bên cạnh anh. Đứng kế bên cạnh anh. Anh né ra đi, anh né ra. Okay. Em cũng né luôn, đây phải không em? Dạ, có lẽ đúng rồi đó chị. Luân ơi, thời gian 3 phút tuy không nhiều, nhưng mà anh tin rằng đủ để hai người tìm hiểu nhiều hơn và sâu hơn về những cái mối quan tâm cá nhân, về những cái nhu cầu cá nhân, sở thích cá nhân mà nó nghiêng về cái cảm xúc để cho em cảm thấy yêu và thương và cần ở một cô gái. 3 phút bắt đầu. À, cho em hỏi là anh vào nghệ thuật bao lâu anh ha? Nếu mà nói về từ hồi năm 18 tuổi là đã tham gia nghệ thuật rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó là thời điểm anh vừa đi học, anh vừa tham gia. Mà cái thời gian học của anh nó chiếm quá nhiều thời gian. Nên thành ra là bây giờ anh mới quay trở về là khoảng hơn một năm anh mới tham gia nghệ thuật được trở lại. Dạ, em thì cũng mới vào thôi. Nhưng mà hiện tại thì em cũng đang cần một người ở bên cạnh em trưởng thành và là có cùng ngành nghề với em, như vậy sẽ dễ trao đổi và dễ chia sẻ hơn. À, thì không biết là mẫu bạn gái của anh như thế nào ạ? Mẫu bạn gái anh hả? Bây giờ nói ra cũng nhiều lắm, nhưng mà thứ nhất là về dễ thương nè, biết nấu ăn nè, rồi biết thấu hiểu nè. Nói chung là về tâm lý á, thì anh nghĩ cần một người thấu hiểu hơn. Còn về những cái ví dụ như là về nấu ăn hay là về cách giao tiếp hay cái gì đó, nó cũng cần, rất là cần. Tại vì bản thân anh cũng là một người giao tiếp nhiều á, và ngoại hình nó cũng là một cái phần rất là gây chú ý nữa. Yeah. Anh cũng làm trong ngành giải trí này á, thì bạn gái của anh cũng cùng ngành nghề với mình á, thì anh có ngại không? Nếu cùng làm với nhau thì nó sẽ dễ đồng cảm và thấu hiểu hơn chứ em. Thì em cũng cần một người cùng như vậy để mình dễ dàng tâm sự và chia sẻ nhau hơn. Em nghĩ là em sẽ mang đến màu sắc gì bên cuộc đời của Nguyễn Luân nhỉ? Em nghĩ là em sẽ khiến cho anh không thể nào quên được em. Bằng cách nào mà em tự tin có thể nói là mình làm cho anh ấy không quên được mình? Dạ vì tính cách. Tính cách, ví dụ như em có những đặc điểm gì nổi trội về tính cách mà em nghĩ là sẽ phù hợp với Luân để có thể làm cho Luân không quên được em? À, em là một cô gái hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt là chân thành, trung tình. Nó thiên về lý thuyết nhiều quá. Bây giờ ví dụ như vận dụng vào cuộc sống thì em sẽ lấy cái gì ra để em làm đó là một cái sự thuyết phục? Ví dụ như em hòa đồng, em về nhà em có thể là em... Hòa đồng là hòa đồng như thế nào? Đó, chân thành là chân thành ra làm sao? Đó mới là điều mà đó, chúng tôi đang cần lắng nghe em. Bởi vì hai người mà cùng nghề với nhau nó có rất là nhiều bất cập. Chính xác. Khi mà chúng ta đều chạy xô, và nhất là thời điểm mà... Ở những thời điểm mà gần Tết... Cuối năm á. Đó, thì không có thời gian dành cho nhau, thì em thể hiện sự quan tâm nó như thế nào? Nếu mà quen nhau thì em không còn phải suốt ngày phải nhắn tin, trò chuyện với nhau. Em chỉ còn mỗi buổi tối mình có thể ngồi lại cùng tâm sự, cùng chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm đó như thế nào. Cho mình cảm thấy ấm áp và bớt cô đơn hơn. Những lúc mà em đi làm việc thì có những sẽ có những giờ giải lao, thì em sẽ tận dụng những thời gian giải lao đó để em quan tâm, nhắc nhở người yêu mình. Ví dụ như là đã ngủ chưa, hay là đã ăn cơm chưa, hay là hôm nay anh có mệt mỏi gì không, em có thể chia sẻ cùng với anh. Vậy nếu người yêu của em trở thành một ngôi sao của showbiz Việt mà lúc đó em vẫn chưa nổi tiếng, em có đồng ý gác lại công việc để theo trợ giúp anh ấy không? Dạ em đồng ý ạ.
Em muốn hỏi gì không hả, Lương Nguyễn? Nếu mà em làm nghệ thuật thì bản thân em có những kế hoạch gì cho nó không? Hiện tại thì tại em chỉ mới vào nghề thôi, cho nên thời gian sắp tới thì em sẽ bắt đầu tập trung vào đóng phim nhiều hơn. Đó là những chia sẻ của Kim Anh với màn đối đáp dành cho người chơi chính ngày hôm nay. Chúng ta cùng có những cái suy nghĩ gì và những cái biệt danh gì để đặt cho Kim Anh vậy? Thời gian dành cho khán giả tại trường quay bắt đầu. Thật sự mà nói là khó lắm Tuyền, tụi biết sao không? Ngày hôm nay là những cô gái trẻ. Để cần những cô gái trẻ này nói về triết lý, về sâu sắc, về từng trải á, là một điều không bao giờ có được. Dạ đúng. Phải đồng ý là như vậy. Là bởi vì do các bạn, cái này tạm gọi nha, bởi vì tuổi đời còn trẻ thì đương nhiên sẽ thiếu kinh nghiệm về cuộc sống. Chính xác. Thiếu sự trải nghiệm thì sẽ kèm theo thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà cái nét tươi mới mà các bạn mang đến á, chính là sự ngây ngô. Bên cạnh đó là cái sự chân thật. Tại vì một trang giấy trắng á, lúc nào nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy thú vị ở một cái khoảnh khắc nào đó. Nhưng mà nếu cứ là một trang giấy trắng tinh mà không có điểm tô, một nét chấm phá nào, nó sẽ nhạt tuyết. Hy vọng rằng là các bạn hãy tận dụng hết cơ hội này để chinh phục trái tim của người đàn ông mà mình đang cảm thấy có thiện cảm ngay tại ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Bây giờ chúng ta cùng xem là những biệt danh bất ngờ và thú vị nào sẽ xuất hiện ngay bây giờ để chúng ta cùng tham khảo nha. Xin mời biệt danh đầu tiên dành cho Kim Anh, đó là... Và biệt danh đầu tiên đó là cô gái chân thành. Đàm hết hồn từ cô gái chân dài chứ. Cô gái chân thành. Em có cảm nhận điều đó giống như các khán giả tại trường quay không hả? Cũng có một phần nào đó anh. Cũng có một phần nào đó. Chiếm bao nhiêu phần trăm? 70%. 70% là một cái kết quả khá là cao. Hoàn toàn đồng ý. Biệt danh thứ hai, xin mời. Lương Nguyễn có thể đọc to biệt danh thứ hai lên là gì không ạ? Chọn anh đi em. Dạ. Em đồng ý. Xin mời biệt danh thứ ba. Đầu ơi. Ai đang là nam thần ẩn danh đặc biệt danh là Ngọc nữ showbiz vậy? Dạ cũng mong là vậy. Hy vọng rằng là Kim Anh dần dần hoàn thiện mình hơn để hướng đến biệt danh mà một khán giả nào đó ưu ái ngay tại trường quay này dành tặng cho mình. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ biết được biệt danh mà người chơi chính dành cho Kim Anh đó là gì. Mời quý vị hướng mắt về màn hình. Ánh Sương Mai. Sao là ánh sương mai nhỉ? Long lanh quá ha em. Nó có sự long lanh trong đó chị. Em ơi, thí dụ là giọt sương mai á, hay là ánh mặt trời, hay là này ánh sương mai là nó kết hợp giữa hai cái lại. Dạ đúng rồi anh. Ánh mặt trời khúc xạ qua sương mai. Đúng không anh? Đó, thì ánh sương mai nghĩa là cái mặt trời phải chiếu xuống cái giọt sương mai. Ánh sáng mặt trời. Đúng không? Và nó phản chiếu ngược trở lại vô mắt của Lương Nguyễn. Dạ. Giống như là hàm ý là đây là mặt trời, còn kia là sương mai phải chiếu nhau. Kim Anh nghĩ như thế nào khi mà Lương Nguyễn dành tặng cho mình một cái nickname rất là dễ thương và đáng yêu như thế nha? Dạ em thấy có vẻ hợp với em. Có vẻ hợp với em. Để xem là dự đoán của khán giả tại trường quay sẽ là bao nhiêu phần trăm dành cho hai kết quả có và không qua sự lựa chọn của Lương Nguyễn. Xin mời khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Tôi nghĩ rằng là một người mà mình sống với đam mê, mình sống theo cảm xúc của mình á, thì đôi khi mình cũng dễ dàng rung động với những gì trong trẻo. Đúng không? Nhưng mà là đôi khi thôi. Con tim và lý trí bao giờ nó cũng có cái sự tương tác với nhau nhỉ. Em yêu đơn phương trước giờ, có mối tình nào mà em nghĩ rằng người ta cũng thật sự thích mình nhưng vì mình tỏ tình muộn mà mình thất bại? Thật ra thời điểm đó em quen người ta thì em đã nghĩ là cả hai thích nhau rồi. Nhưng chỉ vì người kia là có thể là có địa vị hơn, là giàu có hơn nên thành ra là người ta đã quen trước đó lâu hơn. Thì em chỉ là một sự lựa chọn nào đó. Nghĩa là nằm trong sự lựa chọn chứ không phải là sự lựa chọn duy nhất. Dạ đúng rồi. Thời gian bình chọn tham khảo cho khán giả tại trường quay đã kết thúc. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng hướng mắt về ngôi sao tình yêu
để xem kết quả tham khảo này là tỷ lệ bao nhiêu. Xin mời. Nếu đã từng có một tỷ lệ lên đến 90% có, 10% không, thì đây là một tỷ lệ đáng phải suy ngẫm. 50% có, 50% không. Kết quả tham khảo như vậy thì em nghĩ như thế nào nhỉ? Em nghĩ quyết định vẫn là anh Luân à. Chính xác. Đó, xúc tích. Nhanh anh gọn lẹ. Chịu. Bây giờ, thời gian 15 giây dành cho Luân Nguyễn bắt đầu. Người ta nói gì kệ người ta, quan trọng là do mình nha. Mặc người ta nói tôi vẫn yêu mình em. Hãy cùng xem nào. Thưa quý vị cũng đã thấy một trái tim được đan kết vào nhau thật là đẹp, thật là lộng lẫy. Với những giai điệu thật tươi vui cùng với sự chúc mừng của các khán giả tại trường quay dành cho Kim Anh. Em cảm xúc gì ngay lúc này nhờ? Em cảm thấy rất là hào hứng. Em muốn nhào xuống liền không? Không, cao lắm anh ơi, em không dám. À, em còn tỉnh táo. Còn Lương Nguyễn, hồi nãy em nói là 70% đúng không? 70% nó có gì đó, nó theo cái mong muốn của em. Thế thì bây giờ là bao nhiêu phần trăm rồi để đưa ra quyết định đó? 99%. Wow. 99%. Nếu như hai trường hợp còn lại là hai cô gái ở vị trí số 2 và số 3 là bạn Diễm My và Kim Thoa mà em sắp sửa được thấy mặt ngay sau đây, xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn và thay đổi chiến thuật chủ động tấn công hơn, liệu có làm em thay đổi kết quả không? Điều đó chưa nói lên được gì đâu. Bây giờ nè, mở ô ra mới đáng sợ. Đấy, hãy cho chúng tôi thấy diện mạo của Diễm My ở vị trí số 2. Wow, thấy chưa? Thấy chưa? Chó chè xỉu quê. Anh sao lại không? Có bị lung lay chao đảo miếng nào không? Cũng có. Và nếu như chọn lại, oppa có chọn lại không? Không, em nghĩ là quyết định của em là cũng đã có cái gì đó rồi em mới quyết định như vậy. Rất gì và này nọ rồi đúng không nào? My ơi, My nghĩ gì khi mà anh Luân có một chút xíu tiếc khi mà thấy diện mạo của My? Dạ, anh Luân tìm được sự đồng bộ giữa ảnh và chị số 1. À. Thì em cũng rất là mừng cho ảnh. Và có lời chúc nào dành cho anh ấy hay không? Hay là không lựa em ghim. Ok em, đáng yêu cái cách ghim. Cảm ơn My đã đến với ngôi sao tình yêu. Bây giờ, xin mời cho chúng tôi thấy diện mạo của Kim Thoa ở vị trí số 3. Nụ cười cũng tỏa nắng đấy, giọt sương băng đôi mây lâm lanh đấy. Đây chắc phải đặc biệt cho là tia nắng hả chị? Tia nắng luôn hả? Phải nụ cười tỏa nắng. Em, cho em chọn lại giữa cô nàng số 1, số 2 và số 3. Em đồng ý chọn lại không? Thật ra em cảm thấy số 1 nó vẫn phù hợp. Vẫn thấy số 1 là phù hợp. Phù hợp hơn. Yeah. Đúng rồi, khi đàn ông đã quyết định thì ta nói quân tử là phải nhất ngôn. Không nên làm tổn thương người con gái mà mình đã lựa chọn, đúng không nào? Nhưng mà có lẽ một chút xíu liên tiếp từ Luân cũng giúp cho Kim Thoa thấy an ủi phần nào. Cảm ơn Thoa đã đến với chương trình với một diện mạo hết sức xinh đẹp. Một tràng vỗ tay cho Kim Thoa. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta nhất thiết phải chào tạm biệt bốn cô nàng xinh đẹp của chương trình. Đó chính là bạn Diễm My, Kim Thoa, Ngọc Duyên và Hằng Hằng. Để ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón Kim Anh xuống với sân khấu của Ngôi Sao Tình Yêu. Ngôi sao tình yêu, ngôi sao tình yêu, nhìn cho có nét phù thê không? Tật chút, coi chút. Với vòng thử thách này, nhà trai của chúng tôi không hẹp hò gì, sẽ tặng cho đôi trẻ 3 triệu đồng vào tài khoản. Chính xác thưa quý vị, với 3 triệu đồng này có một điều thú vị là các bạn có thể bảo toàn được nó nếu như các bạn cùng đồng lòng tìm ra những đáp án trùng khớp với nhau qua 3 câu hỏi mà chương trình đặt ra cho các bạn. Và trước khi đến với thử thách thì
phải hỏi cái cảm xúc đầu tiên khi mà Luân Nguyễn thấy Kim Anh đứng gần mình hơn bao giờ hết. Nó có giống như cách em mường tượng khi mà cách nhau từ vị trí ô số 1 với sân khấu hay không? Số em cảm thấy hợp với em hơn. Hợp với em hơn nữa hả? Dạ đúng. Hồi nãy là 99%, bây giờ là tuyệt đối. Dạ đúng rồi. Bây giờ là 99.9%. Để ngại mất con bé. Đừng có bóc à, đừng có bóc. À không không, con bé tim bây giờ có đập nhanh không? Thình thịch. Thình thịch. Hy vọng là cảm xúc này sẽ giúp cho hai bạn chạm được cảm xúc thật sự của nhau để có thể cùng giải quyết những thử thách ngay sau đây. Ngôi sao tình yêu. Thử thách đầu tiên là một câu hỏi với bài đáp án tương đồng. Bạn nữ ghét nhất bạn bè chê người yêu mình thế nào? Đáp án nha. Bạn nữ sẽ ghét nhất bạn bè chê người yêu của mình nhạt nhẽo. Kim Anh ơi, không đi về nhà này mình có cả khách à? Ai đây? Người yêu tôi đó mày. Người yêu à? Đúng rồi. Chào. Xin chào. Mình tự giới thiệu, mình tên là Lớp. Yêu màu tím mà ghét gì thì chung. Bạn tên là gì? Mình tên là Nguyễn Luân. À đây à? À, Nguyễn Luân à? Ai đây em? Bạn thân luôn. Bạn thân à? Đây, thế nên bạn làm nghề gì? Mình làm nghề mẫu và diễn viên. Người mẫu à? Nhưng mà lại tôi bảo là diễn viên là nổi tiếng. Thế bạn đang có thành tích gì của bạn? Hiện tại thì đang là Mr. Universe Tourism Việt Nam 2019. Cũng tham gia một vài phim, tham gia một vài fashion show. Bạn đóng phim hả? Dạ. Đóng phim gì? Một vài phim ngắn. Trước đây được mơ ước làm diễn viên đấy. Thế bây giờ anh em mình diễn thử đoạn đi. Ok luôn. Bây giờ diễn cái đoạn nhé, tôi đánh bạn là bạn không được chống cự. Mời bạn ra đây. Rồi bây giờ cảnh này nhá. Không chống cự đúng không? Được. Mày thích sao? Quỳ xuống. Quỳ. Mày hướng với bố mày à? Bố mày để vỡ mặt với mày giờ tạm biệt. Đứng lại. Đấy, được rồi. Trông diễn được đấy. Tóm lại là cũng Không tới mày ha. Sao được chứ? Quá tốt. Sao? Này. Trông mày được rồi sao mày chọn cái đứa người yêu gì mà nó gọi là nó nhạt như nước ốc ấy. Ở quê tao gọi là nhạt như nước ốc luôn. Không có cái gọi là gì à? Đàn ông nó phải có sức sống, nó phải có cái duyên, nó phải duyên dáng, mày hiểu không? Tại hay anh cũng nói nhiều mà, anh cũng nói chuyện. Thế cứ nói nhiều là duyên dáng à? Nói nhiều là vào chạy điên đấy. Đáp án B là bạn nữ sẽ ghét nhất bạn bè chê bạn trai của mình thiếu nam tính. Mày thấy không? Không được nam tính, trông nó rất là tứ. Đàn ông người ta phải mạnh mẽ này, trông con đàn này, nó mạnh mẽ vào. Và đáp án C, đó chính là bạn nữ ghét nhất bạn bè chê người yêu của mình. Quá là bốc phét, thằng này nổ, nhà này có khi nó buôn bom phải không? Nổ lắm, nam vương, trông nhìn trông khủng khao khiếu ấy. Được. Mày nói sao chứ? Này, tôi nghe hết đấy nhá. Tao biết mày nghe được mà. Mày tóm lại đấy, tao bảo thẳng luôn là người yêu của bạn này khoác lác, nổ, tao đi về. Như vậy rõ ràng chúng ta có 3 đáp án để mình lựa chọn đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhắc lại nào. Bạn nữ ghét nhất bạn bè chê người yêu của mình thế nào? Đáp án A, chê nhạt nhẽo. Đáp án B, chê thiếu nam tính. Và đáp án C, chê khoác lác. Bầu ba cái chê này là anh nổi nóng lắm á nha. Sao vậy? Đáp án là anh nổi nóng là không có vui vẻ không bảo đó, vui vẻ mà bảo đó. Không, nhưng mà vấn đề là người ta đã chê, người ta phải tìm những cái cụm từ nặng nhẹ người ta chê chứ. Nhưng mà quan trọng là cái từ nào mà cảm giác cho mình bực bội nhất, khó chịu nhất. Mà quan trọng là bạn nữ ghét bạn bè chê người yêu mình nha, chứ không phải là bạn nam ghét thế nào, mà là bạn nữ mới căng. Việc hai bạn tìm ra cùng đồ án thật sự hết sức thú vị đúng không nào? Còn bây giờ, kết quả của hai bạn như sau. Rạc mũi. Nói chung là mình sẽ hỏi coi là mình bị những cái chỗ nào nhạt thì mình sẽ sửa đổi lại.
Thật anh hỏi em chơi cho vui, thật ra là anh muốn hỏi bạn nữ. Tại sao em ghét người khác chê người bạn trai của em là nhạt nhẽo? Tại vì em muốn người bạn trai của em lúc nào cũng phải mặn mòi. Dạ, vui vẻ, nói chuyện có duyên, dễ thương. Còn bị bạn thân em, mà nhất là bạn bè người xung quanh đánh giá là nhạt nhẽo nữa là cũng tệ lắm. Em nghĩ sao nếu mà bạn thân em nói như vậy thì mình có suy nghĩ lại là bạn trai của mình có thật sự nhạt nhẽo không không? Dạ thường đó thì bạn bè em á, nếu mà một khi đưa ra cho em một ý kiến nào đó thì sẽ chắc chắn sẽ có sự chọn lọc trong đó và em sẽ suy nghĩ lại và góp ý với bạn trai nhiều hơn. Dạ, bây giờ mới hỏi Nguyễn luôn. Em nghĩ gì về đáp án thiếu nam tính? Thiếu nam tính nữa, cái đó là có thể là tùy mỗi người. Có thể là sự nam tính người ta sẽ đòi hỏi người này như thế này, như thế kia. Hoặc là có thể mặc cái bộ đồ đó, người đó người ta nghĩ là thiếu nam tính. Nhưng thực sự nó vẫn là nam tính như bình thường. Có thể là do cách nhìn của mỗi người thôi. Mình tôn trọng quan điểm của mỗi người đúng không? Dạ. Mà dùng cái từ trong giới nghệ thuật là đạp trên dư luận. Rồi, xin chúc mừng hai bạn đã có sự lựa chọn giống như nhau với thử thách cũng như là câu hỏi đầu tiên. Các bạn đã giữ lại thành công 1 triệu đồng từ chương trình. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai bạn. Và bây giờ, tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ hai mà chương trình đặt ra cho hai bạn. Hãy lắng nghe nhé. Đang được đạo diễn hướng dẫn đóng cảnh nhạy cảm. Cùng lúc đó, người yêu đến thăm. Bạn nam sẽ làm gì? Đáp án A, diễn trước mặt người yêu. Giao lưu à? Hai người giao lưu đi, làm quen trước đi. Để rồi nữa mà khi mà tôi bảo action đấy là hai người diễn cái cảnh gay cấn nhất, nóng nhất trong phim, nhớ chưa? Nóng á? Nóng nhất đấy, cảnh quằn quại với nhau á. Máy chạy rồi, 3, 2, 1, bắt đầu! Anh có thể đặt bàn tay mình lên. Anh ơi! Gì đấy? Đúng ra đấy! Dạ, em đến thăm người yêu em anh ơi. Người yêu à? Ủa, cái này là đâu có trong phân đoạn này đâu? Đúng rồi, cái này có trong kịch bản đâu? Người ta đang diễn mà, ai vậy? Đợi tôi xíu. Bực bội quá. Ôi, em ơi, đến đây làm gì vậy? Thăm anh. Ăn gấp lắm em. Bây giờ em đứng đây, anh diễn xong rồi, anh quay trở về với em, ok? Xong chưa? Rồi. Đứng đây. Yêu đương gì đứng đó chờ đi. Trời đất ơi, đâu mà có nói tôi làm được đâu. Để cô ấy về rồi diễn tiếp. Này, người yêu đến đây. Ôi trời ơi, ra giải chờ quyết tôi đi. Xíu. Bực hết cơ mình. Em đến đây làm gì vậy? Nay ba mẹ về gấp muốn gặp anh đó. Bây giờ anh đi quay làm sao? Ôi, công việc tùm lum hết trơn. Thôi như vậy nào, em đi về. Anh giải quyết xong công việc, anh sẽ về với em, ok? Ba mẹ đang gấp lắm đó, ba mẹ không có thời gian anh đâu đó. Anh biết, nhưng mà bây giờ đây là công việc quan trọng của anh. Em phải hiểu chứ. Thôi, về nhá. Lát anh sẽ gặp em. Ok. Và đáp án C, ra xin phép người yêu. Lại thêm một thử thách nữa với một câu hỏi không dễ dàng gì. Nhưng mà rõ ràng nó là những trường hợp sẽ có nếu như hai bạn này đến cuối cùng kết hợp nên đôi với nhau, đúng không? Diễn viên mà lần đầu tiên anh thấy một diễn viên nữ trong cảnh gợi cảm, nó lại có một gợi cảm chứ anh. Gợi cảm, anh đâu nói gì đâu. Bây giờ anh thử anh hỏi luôn coi luôn. Bây giờ công nhận là diễn viên tương tác với em có gợi cảm không? Gợi cảm không hả? Và tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là cái phần phụ họa của tôi vừa rồi lại làm kém đi cái phần sinh động của tình huống. Nên tôi nghĩ là nên quay lại với anh. Thật ra rất là dễ thương khi mà Tuyệt Mộng dễ dàng hóa thân thành nhiều dạng vai để giúp cho người chơi của chúng ta có thể phung xoa cảm xúc. Ngôi sao tình yêu. Bây giờ tôi xin nhắc lại câu hỏi.
Câu hỏi 2 của chúng ta đang được đạo diễn hướng dẫn đóng cảnh nhạy cảm. Trong lúc đó Miệng đến thăm, bạn nam sẽ làm gì? Đáp án A, diễn trước mặt người yêu. Đáp án B, nói khéo để cô ấy về rồi diễn tiếp. Và đáp án cuối cùng, dễ thôi, ra xin phép người yêu. Thời gian dành cho các bạn đưa ra đáp án, bắt đầu. Và không biết rằng với một câu hỏi hóc búa như thế này thì hai bạn có thể nào dễ dàng góp ý với nhau hay không? Mà thật sự nha, từ mặt của một diễn viên mình hóa thân nhiều dạng vai. Ông xã ở nhà có hơi ghen với những cảnh như vậy. À, em là một diễn viên mà hoạt động nghề cũng khá là lâu rồi, mười mấy năm rồi, nhưng rất hạn chế về cảnh nhạy cảm. Vậy là mình có bàn trước với ông xã nha. À, dạ đúng rồi, với lại đó là những cảnh ở trong phim, nên với một người mà hiểu được cái nghề mình thì họ dễ dàng thông cảm, bởi vì đó là thể hiện trên phim. Và nếu như mà chẳng may mà không thích thì ông xã cũng có thể bỏ qua. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem là kết quả của tình huống này như thế nào. Xin mời kết quả. Đó là thưa quý vị, nếu như là Luân Nguyễn đã lựa chọn đáp án B là nói khéo để cô ấy về rồi diễn, thì Kim Anh đã lựa chọn đáp án C là cần bạn nam phải ra xin phép người yêu rồi diễn tiếp. Còn bạn nam thì nghĩ là nói khéo để thấy về diễn. Và em thấy là đáp án B là đáp án tốt nhất, bởi vì cho dù có xin phép hay như thế nào, nó vẫn diễn ra trước mắt của mình. Và đó là một điều khó chịu nếu như bạn là một người không thể nào thông cảm được cho cái cảnh nhạy cảm ấy. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì rõ ràng là Kim Anh mới vào nghề. Và dĩ nhiên với sự lựa chọn đó, các bạn đã mất đi 1 triệu đồng từ chúng tôi. Nhưng mà không sao, mình đã có 1 triệu làm vốn rồi. Nhưng vẫn còn 1 triệu phía sau nữa, hãy cố gắng lên nha. Ngôi sao tình yêu. Thưa quý vị, chúng ta đến ngay với thử thách còn lại dành cho Luân Nguyễn và Kim Anh. Thử thách thứ 3 với câu hỏi như sau. Hai bạn đang đi chơi, bạn nam sẽ làm gì? A, quỳ xuống xin tha mạng. Wow, cái này hơi căng nha. Trân trọng giới thiệu với mày nhá, tao ai à cướp ai đó, bắt con bé kia lại, bắt lại, bắt con bé lại, bắt con bé kia, không chế con bé kia rồi. Anh ơi, tha 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 cho em anh ơi, không có lấy tiền đấy nhá. Có nhiều cướp của em ha đi. Đừng tha cho bạn gái em đi. Có nhiều rồi. Qua hết rồi nè. B, la hét rồi bỏ chạy. Mày không đưa tiền để tao băm chết chúng mày đâu. Kêu với người ta kêu. Và C là xông vào tấn công tình cướp. Đây là một thử thách nữa để dành cho hai bạn phải lựa chọn, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tự trọng của cánh đàn ông. Dạ. Đúng không? Nhưng mà để xem là với bạn nữ thì bạn sẽ lựa chọn như thế nào và bạn nam sẽ làm gì? Liệu hai bạn có trùng khớp đáp án và giữ lại 1 triệu để giữ cái số tiền của mình là ở mức 2 triệu dạ của chương trình hay không? Bây giờ hãy đứng đầu lưng vào nhau nào. Một lần nữa sẽ đọc lại câu hỏi dành cho hai bạn. Thử thách thứ 3 với câu hỏi: hai bạn đang đi chơi gặp cướp. Bạn nam sẽ đáp án A, quỳ xuống xin tha mạng. Đáp án B, la hét bỏ chạy. Và đáp án C là xông vào đánh. Wow, thật là mạnh mẽ. Thời gian lựa chọn dành cho các bạn bắt đầu. Không biết là hai bạn có trùng ý với nhau hay không. Một là chúng ta sẽ quỳ xuống tha mạng, có vẻ hơi yếu thế anh nha. Nhưng mà với số lượng đông như vậy thì cũng nên. Nhưng mà cũng có thể là chúng ta sẽ chọn phương án là la hét bỏ chạy để chúng ta có thể tẩu thoát được. Và cũng có thể là xông vào tấn công tên cướp để giữ sự an toàn cho bạn gái chúng ta. Khó khăn đây. Và bây giờ xin mời đáp án dành cho thử thách cuối cùng của cặp đôi này, đó chính là... Là gì ạ? Thank you.
quý vị, đầu tiên chúng tôi phải rất tiếc nhận lại 1 triệu nữa từ hai bạn. Như vậy là hai bạn chỉ còn 1 triệu mà thôi. Với sự lựa chọn của Luân, đó chính là xông vào đánh cướp. Còn sự lựa chọn của Kim Anh thì có vẻ là hét bỏ chạy đi hả? Đúng rồi, bởi vì xông vào đánh cướp là lỡ mà. Mà muốn là người yêu của mình an toàn và cũng muốn là mình cũng được an toàn, không diễn viên nữa xông vào đánh cướp rồi mặt mày lỡ trầy trụa làm sao phim. Dạ, nhưng mà không ngờ anh này anh có máu cascader. Không biết là Kim Anh suy nghĩ như thế nào mà chọn phương án là la hét bỏ chạy? Tại em nghĩ là sẽ an toàn hơn cho cả hai, tại mình đánh người ta không biết là sẽ gây ra hậu quả gì. Ừ, mà bên đang cướp quá đông đúng không nào? Dạ đúng rồi. Còn Luân thì như thế nào? Em chọn nhầm đó. Em chọn nhầm hả? Đã nói với em rồi, rất xa là gà cưới mở mà. Xong, 1 triệu đã ra đi không một lời từ giả. Nhưng không sao. Sao? Sao tự nhiên là mình trùng khớp ý kiến chỗ đúng này. Đúng rồi, còn tiền mà. Còn tiền là còn tác đúng không? Đúng rồi. Dạ, các bạn vẫn còn giữ lại cho mình ngân khố với tài sản lên đến 1 triệu đồng từ chương trình. Nhưng không biết là chúng ta sẽ có bảo toàn được tới đến cùng số tiền thưởng 1 triệu hay không. À mà đúng rồi, trước khi tùy thuộc vô cặp đôi này thì phải tùy thuộc vô. Đúng rồi, để coi khán giả ở đây thấy như thế nào. Thường rõ ràng là bà con hàng xóm ta thấy đó, nếu như á mà bất đồng quan điểm mà quá nữa đó, dạ, ta coi như là đâu có hợp nhau. Đúng không? Nhưng mà cũng có thể đó là chiến thuật đánh lạc hướng chúng ta. Như vậy đi, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến từ các bạn khán giả tại trường quay. Xin dạ, mời. Để xem là hai nhân vật này có đang chơi chiêu để đánh lừa chúng ta hay không. Và thấy trong chuyện tình cảm thì đôi khi lệch lạc về cái suy nghĩ nó cũng không có quá gọi là bất ngờ. Nhưng mà quan trọng, mọi người nhìn đi, từ sắc vóc, quá từ đẹp, tính cách, nghề nghiệp, mọi người nó cũng có nét tương đồng, cũng có hiểu nhau trong 3 câu hỏi của trùng khớp 1. Cho anh hiểu hỏi luôn lúc này nhé, với việc không trùng khớp đến 2 đáp án thì em có giữ cái suy nghĩ là phù hợp tuyệt đối 100% như lúc nãy á? Bí mật. Thôi không nói, không hỏi nữa. Thôi như chưa hỏi đi em, chưa hỏi đi. Anh vội vàng quá, anh vội vàng. Anh phải đợi tham khảo bà con hàng xóm, anh vội vàng. Thời gian dành cho bà con hàng xóm ngay tại trường quay bình chọn tham khảo đã hết. Chúng ta cùng xem tỷ lệ phần trăm nào, nếu có mà không là bao nhiêu. Xin mời. Sao mà thật sự ra em rất ghét con số này. Anh cũng không ưa gì con số này, bởi vì nó bị lấp lửng, nó làm cho người chơi có một cái gọi là hoang mang. Nó bị nửa mùa. Đúng, làm cho người chơi không biết phải nên lựa chọn như thế nào đây. Nhưng mà hứa tin rằng là khi mà chúng ta có cảm xúc thật sự, chúng ta cảm nhận được nhau thật sự qua những sự lựa chọn vừa rồi giữa 3 thử thách của chương trình, thì biết đâu sợi dây tình cảm nó nối liền một chỗ nào đó để chúng ta cùng đến với vòng quyết định. Ngôi sao tình yêu. Và hai bạn hãy cầm điện thoại lên và quay lưng lại. Hai bạn hãy lựa chọn đi, có hoặc không. Chính xác. Nhưng chúng tôi xin nhắc nhở, nếu như cả hai đều nói có thì đương nhiên số tiền thưởng 1 triệu còn lại sẽ quay về với chương trình và hai bạn ra về với một tình yêu chân chính nồng cháy, một túp liều tranh hai quả tim vàng. Ôi, người ta giàu lắm mà đừng nói túp liều tranh. Không, mình đang giàu. Ơi, không có hội ý nè, không có hội ý nè. Đó, không có hội ý. Và trường hợp thứ hai, đó chính là một người nói có và một người nói không. Thì đương nhiên, số tiền 1 triệu đồng sẽ thuộc về người nói có. Cái buồn đất tục. Đúng rồi, và người nói không sẽ bước ra về không tiền, không tình yêu. Còn trường hợp thứ ba, nếu như cả hai đều nói không thì đương nhiên số tiền thưởng sẽ được chia đôi, mỗi người là 500.000 đồng. 500.000. Và chúng ta ra về với gì? Với 500.000 và không có tình yêu. Hãy lựa chọn đi. Tình yêu hay không tình yêu, hay là người có người không. Dạ, vũ khí thì em không có, chỉ có sự chân thành em. Chọn anh đi em. Cần đếm được 10 giây cuối cùng. Chúng ta cùng đếm nha. Những quý ông tại trường quay. 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 và hết giờ. Xin mời. Mời bạn gái xuống đây là nhất định mình phải lựa chọn. Bởi vì sao? Trong khi tương tác, trong khi chúng ta trả lời câu hỏi, có những cặp đôi nha, vẫn trùng khớp với nhau nhưng lại vẫn không thành đôi. Bởi vì họ khi tiếp cận gần, họ sẽ thấy có một chút gì đó không tương thích với mình. Và mình nghĩ rằng nếu như đi đường dài thì sẽ không tốt cho cặp đôi, nên họ sẽ giữ lại tình bạn. Và Kim Anh ơi, khi mà trải qua ba cái tình huống rồi, rồi khi được mời xuống đây đã nắm chắc trong tay là người ấy sẽ chọn mình, và em cũng là người trả lời có, thì cảm xúc của em như thế nào khi nhận được câu trả lời là không? Em hơi tiếc một xíu. Dạ, vì em thích một người trưởng thành và chung nghề, mình có thể cùng nhau chia sẻ tâm sự nhiều hơn. Nhưng mà không sao, cuộc đời mà, chữ duyên luôn luôn là quan trọng nhất, đúng không nào? Nếu có duyên thì chúng ta sẽ còn quay lại với nhau. Và như vậy 1 triệu đồng trong ngân khoản của các bạn đã dành trọn cho Kim Anh. Quý vị khán giả thân mến, có lẽ là quý vị cũng có cảm xúc giống chúng tôi. Thật là tiếc cho cặp đôi này khi mà cả hai bạn đều có những cái cảm xúc và những nét gì đó nó hao hao nhau. Dạ. Công việc cũng giống nhau và định hướng nghề nghiệp cũng đâu đó đa phần là sẽ đi cùng một hướng chặng đường sau này. Tuy không phải là một cặp, hy vọng các bạn sẽ là một cặp trên những bộ phim, trên những dự án điện ảnh trong vai trò diễn viên của mình. Và cũng không quên cảm ơn tới 4 cô gái xinh đẹp của chúng ta đã đồng hành với chương trình từ đầu đến giờ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, đừng quên chương trình Ngôi Sao Tình Yêu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những cảm xúc thật khó tả như vậy của những đôi lứa đang yêu nhau. Lựa chọn là của các bạn, tình yêu cũng là của các bạn. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.